Hello, vâng, A Phủ mến chào tất cả quý vị các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong một buổi tối thứ bảy. Vâng, mở đầu những ca khúc của Tây Bắc, tình ca Tây Bắc, quý vị thấy thế nào? Một buổi tối thứ bảy, máu chảy về tim. Và ngày hôm nay chúng ta còn tuyệt vời hơn nữa, sẽ đón nhận được những thông tin vô cùng giá trị trong live stream ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi live stream không thông báo trước, A Phủ có một số những thông tin vô cùng hấp dẫn để chia sẻ cho chúng ta, đặc biệt là liên quan đến chương trình cộng 40% của phần thưởng như thế nào. Bao nhiêu quý vị đang có mặt ở live stream này, chúng ta mong muốn được gia tăng cổ phần, mong muốn được có thêm tài sản để chúng ta có thể tích lũy trong cái thời gian này, thì quý vị hãy chia sẻ live stream cũng như là hãy gửi lời chào đến A Phủ để chúng ta biết rằng chúng ta đang trò chuyện với nhau, đang giao lưu với nhau trong một buổi tối thứ bảy như thế này. Vâng, A Phủ đang để những tiếng nhạc du dương Tây Bắc, không biết là quá ồn đúng không ạ? Vâng, xin chào chị Minh Tuệ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn em Kiều Phượng đã tag tên rất là nhiều quý cô chú chị quan tâm đến công nghệ UET cũng như là quan tâm đến khoản đầu tư của mình. Chỉ khi nào chúng ta đón nhận thông tin, chỉ khi nào chúng ta quan tâm nhiều đến thông tin thì khi đó chúng ta mới có thêm niềm tin về dự án chúng ta đang tài trợ vốn, cũng như là gì, chúng ta có trách nhiệm với khoản đầu tư của chính chúng ta. Không có ai ngoài chúng ta, đúng không quý vị? Không có ai khác ngoài chính chúng ta phải có trách nhiệm với khoản đầu tư của chúng ta. Đó là gì? Đó là chúng ta phải liên tục cập nhật những thông tin, liên tục để chúng ta có được những cách để cập nhật thông tin chính xác, chuẩn nguồn, để tự tin hơn. Và chúng ta mới thấy rằng dự án UET của chúng ta là một dự án vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có được những thông tin vô cùng giá trị. Và bao nhiêu quý vị mong muốn sau này chúng ta có được những công việc mà chúng ta làm vì đam mê. Và sau này bao nhiêu quý vị chúng ta mong muốn được làm việc một cách nhàn nhã, thảnh thơi mà lại có rất nhiều tiền đúng không ạ? Cái câu chuyện này thì trước kia nghe có vẻ là rất là khó, vì chúng ta thường nói rằng là gì ạ? Phải chăm chỉ, rất là chăm chỉ, chịu khó rồi tiết kiệm thì chúng ta mới trở nên giàu có. Nhưng ngày hôm nay có rất là nhiều cách để chúng ta trở nên giàu có, đúng không quý vị? Chúng ta chỉ cần là gì ạ? Chúng ta chỉ cần lựa chọn đúng. Và đâu đó chúng ta thường biết rằng là gì? Một sự lựa chọn quan trọng hơn, một sự lựa chọn đúng, đúng không quý vị? Quan trọng hơn 1000 lần nỗ lực. Nếu như ngày hôm nay quý vị đã và đang sở hữu cổ phần của UET, đã và đang lựa chọn dự án UET, đã và đang đồng hành cùng với nhà khoa học nhà Anatoly Zipki, thì chúng ta đã và đang lựa chọn rất đúng. Và đặc biệt hơn, ngày hôm nay quý vị vào lựa chọn theo dõi live stream của A Phủ Bình thì cũng là một lựa chọn vô cùng đúng. A Phủ sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin chính xác, chuẩn nguồn. Và chúng ta được biết A Phủ Bình đã theo đuổi cũng như là đồng hành cùng với dự án này cũng đã bước sang năm thứ 6 rồi. Rất là nhiều thông tin A Phủ cập nhật từ pháp lý, chia sẻ chúng ta từ thông tin hàng ngày chúng ta, từ tất cả những băn khoăn, những giải đáp A Phủ cập nhật lại để chia sẻ chúng ta một cách dễ hình dung nhất, một cách dễ hiểu nhất, một cách để chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đang lựa chọn đúng dự án UET, là một dự án có thể thay đổi bức tranh tài chính của chúng ta rất nhiều đời sau này. Vâng, quý vị có nhìn rõ A Phủ không ạ? Chúng ta có nghe rõ không ạ? Nếu như quý vị đang có mặt ở đây, chúng ta nghe rõ, nhìn rõ, hãy comment số 3 cho một buổi tối thứ bảy đi ạ. Vâng, và gì ạ? Và chúng ta hãy tự chúng ta chúc mừng cho chúng ta đi, vì chúng ta đã và đang lựa chọn cho mình một dự án vô cùng tuyệt vời, mang ý nghĩa về giá trị nhân văn, bởi công nghệ UT đó là những lời giải cho những vấn nạn trên toàn cầu. Ngày hôm nay chúng ta được biết về vấn nạn giao thông như ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông hay là tắc nghẽn giao thông. Và chúng ta tuyệt vời hơn khi mà chúng ta đang đón nhận cổ phần này trước IPO. Và IPO là gì ạ? IPO là lần đầu tiên phát hành cổ phần ra công chúng, hay là chúng ta được biết là liêm yết cổ phần lên sàn chứng khoán, gọi là IPO, chào sàn. Và chúng ta đang sở hữu cổ phần trước IPO có nghĩa là chúng ta đang sở hữu cổ phần với giá cả của nó, đúng không ạ? Tức là chúng ta được chiết khấu cao, tức là giá cả của nó thấp hơn rất là nhiều lần so với cái giá trị của nó đã được định giá. A Phủ Bình xin nhắc lại rằng là cổ phần UET đã được định giá tối thiểu là $1 trên một cổ phần. Và không phải A Phủ nói, cũng không phải chúng ta nói. Mà là gì ạ? Mà là cổ phần UET hay là sở hữu trí tuệ ngài Anatoly Zipki đã được định giá từ năm 2013 đến nay. Và gì ạ? 2013 đến nay,
đã được định giá đến 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn, và tương ứng với số cổ phần được phát hành ra cũng như là tương ứng với 1 đô. Và công ty, và công ty của chúng ta, đúng không ạ? Và công ty của ta đã được tập đoàn về thẩm định giá doanh nghiệp, tập đoàn về kiểm toán lớn nhất ở Nga đã có hơn 20 năm làm việc thành công. Đó là công ty CGC Hull Invest Audit. Và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng trong báo cáo về sở hữu trí tuệ định giá về doanh nghiệp của chúng ta từ năm 2013. Đã có một cái báo cáo dài 158 trang. Và chúng ta đều có những dẫn chứng cụ thể. Và mình thấy rất là nhiều quý cô chú anh chị có mặt. Quý vị rất là quen thuộc, những gương mặt tuyệt vời, luôn luôn yêu ái A Phủ Bình, đúng không ạ? Mặc dù A Phủ không báo trước một live stream, nhưng điều đó có thể là gây cho chúng ta những sự bất ngờ với thông tin ngày hôm nay. Vâng, xin gửi lời chào đến cô Nguyễn Lan, một trong những cô, đúng không ạ? Ngọc Bình cũng rất là yêu mến, thường xuyên khi mà Ngọc Bình live stream, cô cũng theo dõi liên tục và cập nhật thông tin và gửi cho A Phủ Bình những lời chào vô cùng tuyệt vời. Và tất cả chúng ta đều là những quý cô chú anh chị Ngọc Bình luôn luôn yêu mến và luôn luôn biết ơn khi mỗi lần A Phủ xuất hiện là chúng ta lại có mặt ở đây ủng hộ A Phủ, đúng không ạ? Vâng, em Đinh Văn Công nói rằng là chúng ta tranh thủ điền vào form để kỹ thuật viên tập đoàn có gói trả góp cho chúng ta đi ạ. Đúng rồi. Chút nữa Ngọc Bình sẽ chia sẻ thông tin cộng thêm 40% của chúng ta như thế nào. Và chúng ta sẽ có thể gia tăng tài sản ra làm sao. Ngọc Bình đã thấy một cái câu hỏi của chúng ta nói rằng là trong cái thời gian vừa qua, đúng không ạ, có rất là nhiều quý cô chú anh chị chúng ta đã và đang đăng ký cổ phần. Đã và đang đăng ký cổ phần của mình, đã ký nhận và chúng ta đã ở mục đang đăng ký rồi. Chúng ta đã ở mục đang đăng ký rồi, phải không ạ? Nhưng tuy nhiên chưa thấy nó lên mục sở hữu, đúng không quý vị? Để trước khi đến với câu chuyện này thì Ngọc Bình chia sẻ cho chúng ta hai cái điều kiện như thế này để chúng ta có thể hình dung ra một lần nữa. Thứ nhất là gì? Chúng ta đóng vai trò làm nhà đồng sở hữu công nghệ, chúng ta là nhà tài trợ vốn, chúng ta có hai cái quyền lựa chọn của chúng ta. Khi mà chúng ta ký kết hợp đồng vay chuyển đổi với công ty, tức là chúng ta chuyển khoản vốn của chúng ta thông qua quỹ Skywork Community, là hiện nay đó là quỹ duy nhất để chúng ta có thể sở hữu cổ phần của tập đoàn Edisky, thì chúng ta có hai quyền lựa chọn. Trước khi chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ ký hợp đồng vay chuyển đổi, đương nhiên là ký điện tử, đúng không ạ? Một cái hợp đồng ký điện tử trong văn phòng cá nhân. Và đương nhiên văn phòng cá nhân của chúng ta thì phải gì ạ? Văn phòng cá nhân của chúng ta phải được xác minh bởi công ty, xác minh bằng cách là chúng ta gì ạ? KYC đó, KYC đúng không ạ? Bằng căn cước công dân hay bằng hộ chiếu hay bằng những thông tin của chúng ta. Và mỗi người chúng ta chỉ duy nhất một tài khoản thôi. Và khi mà chúng ta xác minh xong rồi, đủ điều kiện rồi thì chúng ta có thể tài trợ vốn. Thì chúng ta có hai cái điều kiện chúng ta có thể lựa chọn. Một là gì ạ? Chúng ta tài trợ vào đó, chúng ta không ký nhận cổ phần. Quý vị lưu ý, một là chúng ta không ký nhận cổ phần có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta là cho công ty vay một cái khoản vay như vậy, và sau 3 năm kể từ khi mà chúng ta hoàn thành gói thì quý vị các bạn có thể hoàn toàn lấy lại số gốc của chúng ta, chúng ta gửi yêu cầu và tập đoàn sẽ tính cho chúng ta thêm lợi nhuận là gì ạ? 4%, thêm 4% cái số tiền mà chúng ta đã tài trợ vào đây. Đây là cái trường hợp đầu tiên mà chúng ta không ký nhận cổ phần thì chúng ta là gì? Chúng ta giống như là người cho tập đoàn vay. Và đương nhiên là có những quy định ràng buộc, đúng không ạ? Không thể nói rằng là ngày hôm nay chúng ta ký hợp đồng vay chuyển đổi, chúng ta giống khoản vay mà ngày mai chúng ta lấy gốc về, không được, đúng không ạ? Vì phải có điều khoản ràng buộc. A Phủ đã chia sẻ chúng ta không phải là cái chợ, đúng không ạ? Chúng ta muốn đến rồi chúng ta đến lúc nào chúng ta đến, chúng ta ra lúc nào chúng ta ra. Ở đây chúng ta có quy định ràng buộc là phải sau 3 năm. Đó, trong thời điểm sau 3 năm chúng ta mong muốn lấy gốc về, chúng ta yêu cầu lấy gốc về. Và gì? Và tập đoàn sẽ trả thêm cho chúng ta cái số tiền giống như chúng ta đi gửi tiền lãi ngân hàng ấy, thì tính thêm 4%. Đúng quý vị, tính thêm 4% trên tổng cái số tiền chúng ta tài trợ. Đấy là cái điều kiện thứ nhất là gì? Chúng ta không ký nhận là cổ đông. Thì chúng ta gì ạ? Chúng ta giống như là người cho vay. Và gì? Hợp đồng vay chuyển đổi thì chúng ta luôn luôn giống như là gì? Nhà đầu tư lắm đằng chuôi, đúng không ạ? Nên là chúng ta không mất tiền ở đây, phải không ạ? Rất là nhiều dẫn chứng cho chúng ta không mất tiền đây. Có rất là nhiều anh chị em khi mà tham gia gói trả góp mà trong nhiều tháng chúng ta không đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thành gói trả góp thì tập đoàn của chúng ta sẽ trả lại tiền cho quý vị. Và cái số tiền đó thì chúng ta gì ạ? Được sử dụng là sở hữu cổ phần tại cái giai đoạn hiện tại. Đó, cái số tiền mà được trả lại thì sẽ được sở hữu cổ phần tại cái giai đoạn hiện tại. Và cái số tiền đó thì sẽ không gì ạ? Không được sử dụng cho cái việc là áp dụng cho các chương trình khuyến mại.
Tiếp theo cái trường hợp thứ hai là chúng ta ký nhận cổ phần đúng không ạ? Sau khi hoàn thành gói trả góp hay là chúng ta trả thẳng, chúng ta có mục gì ạ? Ký nhận cổ phần, ký điện tử quý vị nhá. Bây giờ thì chúng ta phải ký điện tử chứ không phải chúng ta đến tập đoàn là chúng ta ký đâu. Vâng, không phải chúng ta đến tận nơi mà chúng ta cầm cái cuốn sổ hay chúng ta ký đâu. Chúng ta bây giờ là gì ạ? Ký nhận điện tử hết rồi. Và chúng ta ký thì sao? Khi mà chúng ta ký thì chúng ta sẽ được đưa vào mục đang đăng ký đúng không ạ? Và theo quy định từ 30 đến 45 ngày thì chúng ta sẽ được chuyển lên mục sở hữu. Và khi mà chúng ta ký nhận rồi thì đồng nghĩa chúng ta sẽ được đưa vào sổ cổ đông. Và khi mà đưa vào sổ cổ đông thì tất cả chúng ta ở trong văn phòng cá nhân đều có trích lục từ sổ cổ đông. Và chúng ta yêu cầu gửi trích lục đó về thì tập đoàn sẽ gửi cho chúng ta một bản trích lục từ sổ cổ đông về email của chúng ta. Chúng ta mở ra chúng ta sẽ thấy số lượng cổ phần của chúng ta như thế nào, tên tuổi chúng ta ra làm sao. Rồi chúng ta sẽ thấy là ngày tháng năm sinh của chúng ta, quốc tịch của chúng ta như thế nào, số cổ phần các gói làm sao và tổng bao nhiêu cổ phần chúng ta được đưa vào sổ cổ đông, đó là gì, trích lục từ sổ đăng ký cổ đông. Và chúng ta được chữ ký xác nhận của ngài Anatoly Zhukin, đó rất là rõ ràng như vậy nhé. Tất cả chúng ta đều có trích lục trong văn phòng cá nhân. Ngọc Bình cũng đã có một lần hướng dẫn cho chúng ta cái cách để chúng ta vào để lấy cái trích lục đó rồi. Đó là gì, đó là chúng ta là cổ đông rồi thì chúng ta sẽ nhận được các quyền lợi từ cổ đông, quý vị cũng biết rồi. Quyền lợi cổ đông là gì ạ? Quyền lợi cổ đông là chúng ta nhận được cổ tức hàng năm khi mà tập đoàn có lợi nhuận chia sẻ chúng ta nhận cổ tức. Và với UST chúng ta, Unisky đã có lộ trình 2025 này, chúng ta đã nhận được cổ tức bằng tiền mặt. Và tập đoàn đã cam kết là gì ạ? Trích 20% lợi nhuận để chia sẻ lại cổ tức cho các cổ đông. Và tất cả các cổ đông chúng ta, dù sớm, dù muộn, dù trước, dù sau, chúng ta đảm bảo điều kiện đúng không ạ? Trong sổ cổ đông rồi thì chúng ta đều nhận được cổ tức. Và cổ tức sẽ chia trên số lượng cổ phần của chúng ta nắm giữ. Càng nhiều cổ phần thì chúng ta càng nhiều cổ tức là điều đương nhiên rồi, phải không ạ? Đó là điều đầu tiên. Và theo quyết định từ 30 đến 45 ngày chúng ta sẽ đưa lên mục sở hữu. Và quay trở lại cái câu chuyện, Ngọc Bình thấy một cái câu hỏi của một anh đúng không ạ? Nói rằng là cũng đã rất là lâu rồi cũng chưa thấy cái mục đang đăng ký lên mục sở hữu thì sao? Và trong thời gian qua thì quý vị thấy rồi, chúng ta đang gọi là chuyển đổi cái dữ liệu từ cái website Skywork Community, cái website cũ đấy. Chúng ta đang gì ạ? Đang chuyển đổi những cái dữ liệu sang cái website mới đúng không ạ? Sang cái web của Quy, nên là cái dữ liệu nó sẽ cập nhật, nó sẽ bị chậm một chút. Và tuy nhiên thì quý vị cứ yên tâm đúng không ạ? Chúng ta sẽ được lần lượt. Đó, lần lượt khi mà bộ phận IT của Quỹ Skywork Community họ hoàn thiện về cái web đó thì chúng ta sẽ được auto, chúng ta sẽ được auto tự động đưa lên mục sở hữu. Nên là trong cái thời gian này quý vị có thể thấy nó chậm hơn so với thời gian trước, có thể là gì ạ? 2 tháng, 3 tháng thì quý vị cứ yên tâm, tất cả sẽ được đưa lên mục sở hữu chúng ta. Nên quý vị hình dung chưa? Đó, nên là chúng ta cứ yên tâm, không, chúng ta đã làm ở mục đang đăng ký thì trước sau gì chúng ta sẽ được chuyển cái cổ phần lên mục sở hữu, nên là chúng ta không phải lo lắng nha. Đó là cái câu trả lời cho một câu hỏi của một anh là đã 2 tháng hay 3 tháng nay mà chưa thấy lên thì chúng ta yên tâm đúng không ạ? Vì chúng ta đang ở giai đoạn là quỹ đó, Ngọc Bình xin nhắc lại, chúng ta đang ở giai đoạn quỹ của chúng ta đang cập nhật, đang chuyển đổi sang dữ liệu sang web đẹp hơn, mượt hơn để auto tất cả sau này ấy, cái việc mà đăng ký vào sổ cổ đông của chúng ta sẽ được auto, được tự động lên đúng không ạ? Nó sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta rất là nhiều. Quý vị hình dung chưa? Đó là cách để chúng ta thấy được là cái cổ phần của chúng ta ở mục sở hữu như thế nào. Đó là cái thông tin đầu tiên cho chúng ta. Và cái thông tin thứ hai là rất là nhiều quý cô chú anh chị, quý vị các bạn đang mong chờ. Và không biết là quý vị có mong muốn A Phủ chia sẻ không ạ? A Phủ muốn nhìn thấy rất là nhiều cái comment là mong muốn. A Phủ mong muốn rằng là chúng ta hãy chia sẻ nhiều đi ạ. Chia sẻ nhiều livestream này đi ạ. Hôm nay một cái thông tin cũng rất là hay. Và sau đó tại sao chúng ta lại nói rằng là gì? Quý vị có mong muốn mình là một người làm việc thảnh thơi, làm việc nhàn nhã và gì ạ? Và có rất là nhiều tiền. Cái câu chuyện này thì ngày hôm nay nó đơn giản. Đó, nó đơn giản, nó không phải là khó như trước kia. Và chỉ cần gì ạ? Chúng ta thay đổi tư duy thôi. Chỉ cần chúng ta hướng tới mục tiêu thôi thì chắc chắn sẽ thay đổi đúng không ạ? Vâng, toàn bộ các web 2 truyền thống từ trước đến nay sẽ lên web 3 hết là xu thế. Cái vấn đề của web 2, web 3 thì A Phủ cũng không rõ lắm. Nhưng là hiện nay thì dạo chúng ta đang cập nhật rất là nhiều những cái thông tin mới trong tình hình hiện nay đúng không ạ? Thế giới cũng có rất là nhiều sự thay đổi. Thậm chí là về web 2 hay web 3 hay rất là nhiều thứ nó thay đổi trong thời gian tới này.
Tuy nhiên thì chúng ta gì ạ? Chúng ta phải cập nhật những cái thông tin thường xuyên, chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ và chúng ta không bị bỏ lại phía sau. Đúng quý vị? Ok, cảm ơn cô Minh Thịnh rất là nhiều. Cảm ơn em Kiều Phượng. Xin chào tất cả quý vị các bạn đang có mặt ở live stream ngày hôm nay. Vâng, hello Thanh Mai. À, Thanh Mai ngày hôm nay ở trong live stream này thì xin chúc mừng Thanh Mai đúng không ạ? Cũng rất là hữu duyên được A Phủ có thể nói là gửi tặng một cái món quà rất là lớn, phải không ạ? 50 đô. 50 đô thôi, sở hữu đến gì ạ? 18.750 cổ phần. Đây là hữu duyên nhé. Đó, đôi khi thỉnh thoảng gieo duyên với nhau. Có hai tài khoản của Thanh Mai cũng như là của bạn Trung, bạn Nguyễn Trung ở Đà Nẵng cũng đã được A Phủ gọi là gieo duyên, gửi tặng cho một cái tài sản với 50 đô thôi nhưng sở hữu 18.750 cổ phần. Không hiểu lý do tại sao nhưng mà chúng ta rất vui đúng không? Chúng ta nhận được như vậy. Vâng, và đôi khi thỉnh thoảng A Phủ sẽ có những cái lúc gieo duyên như vậy và chỉ khi nào A Phủ đăng lên đó, chúng ta chớp nhoáng cái cơ hội, chúng ta chớp nhoáng cái thời cơ này thì chúng ta được. Và gì, A Phủ khi mà đã hoàn thành hai cái suất gieo duyên như vậy thì A Phủ sẽ gỡ bài, nên chúng ta sẽ không còn bài trên tường Facebook nữa, phải không ạ? Ok, cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một cái thông tin vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể gia tăng tài sản. Trong những cái live stream trước thì chúng ta được biết là có những cái thông báo để chúng ta cộng 40% được gia hạn đến ngày 7 tháng 4 năm 2024 dành cho các đối tác của chúng ta không sang Dubai chuyến vừa rồi. Và được gia hạn đến ngày 14 tháng 4 năm 2024 là dành cho các đối tác của chúng ta sang Dubai. Nhưng ngày hôm nay thì A Phủ nhận được một cái thông tin rất là tuyệt vời, đó là dành cho tất cả chúng ta. Và cái mục tiêu là sẽ gọi là cái chương trình cộng 40%. Đó, cái chương trình cộng 40% này, cái mục tiêu sẽ kết thúc hoàn thiện vào 30 tháng 4. Chúng ta hãy lưu ý cho A Phủ Bình từ nay đến trước ngày 30 tháng 4. Được chưa ạ? Từ nay đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 này, quý vị, tất cả những quý vị chúng ta mong muốn được cộng thêm 40% thì chúng ta có thể gì? Trả góp. Vâng, điều kiện là phải trả góp nha quý vị, vẫn giống như trước. Là điều kiện chúng ta phải có gói trả góp mở mới đi ạ. Chúng ta mở mới gói trả góp và chúng ta phải gì? Điền vào form của công ty để họ gì? Họ có thể là họ biết được chúng ta đang có những gói đề xuất bao nhiêu. Để có thể gì ạ? Nhờ công ty kích hoạt gói cho chúng ta. Và form này thì quý vị lấy ở đâu ạ? Form này thì chúng ta hãy liên hệ với những người chia sẻ chúng ta. Chúng ta hãy liên hệ với những người chia sẻ chúng ta để gửi cho chúng ta form nhé. Vì form này thì không chia sẻ, đúng không ạ? Form này sẽ không đăng tải ở trên văn phòng cá nhân chúng ta đâu. Và đây là những cái thông tin rất là ưu ái cho thị trường của Việt Nam. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đối với chúng ta là vô cùng tuyệt vời và vô cùng được ưu ái. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các cổ đông của Việt Nam, các nhà tài trợ của Việt Nam của chúng ta chiếm số lượng rất là lớn trong tổng gần 700.000. Hiện nay chúng ta đã có gần 700.000 các nhà tài trợ vốn trên 200 quốc gia. Đó, và Việt Nam ta chiếm số lượng trên 70%. Và như vậy thì chúng ta là có thể nói là xương sống của tập đoàn. Đúng ạ? Và cũng thông qua rất là nhiều các cái chuyến đến với trung tâm Sky và gặp gỡ nhà sáng lập ngài Alatulizki thì ngài cũng nói rằng là gì ạ? Rất là tuyệt vời các bạn, đúng không ạ? Các bạn là gì? Là một phần, đúng không ạ, của dự án các bạn phát triển, đúng không ạ? Và giúp cho tôi ngày hôm nay, đúng không ạ? Những cái ý tưởng của tôi ngày hôm nay và giúp cho tôi đã gọi là giống như là cho người ngoài thấy rằng là gì? Tôi không phải là những người bị khùng bị điên đấy, chúng ta thấy không ạ? Và chúng ta vô cùng tự hào chúng ta nắm giữ số lượng cổ phần rất là lớn. Đó. Chúng ta vô cùng tự hào là chúng ta đang là những người Việt Nam nhỏ bé thôi, nhưng chúng ta nắm giữ một số lượng cổ phần rất là lớn của tập đoàn này. Và quý vị thấy rằng là một tập đoàn lớn về gì? Về quy mô. Và ngay từ năm 2013 cũng đã là gì? Trên 400 tỷ đô rồi, được định giá về sở hữu trí tuệ rồi. Thì chúng ta sau này chúng ta sẽ mang được những cái nguồn tiền từ nước ngoài về để gì ạ? Xây dựng quê hương chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta sẽ góp phần mang cái ngoại tệ về cho đất nước chúng ta là điều vô cùng tuyệt vời. Và rất là nhiều những câu chuyện về sở hữu cổ phần doanh nghiệp rồi quý vị ạ. Chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp sẽ giúp cho chúng ta có được những cái đòn bẩy về tài chính vô cùng lớn. Đòn bẩy từ vốn, đòn bẩy từ việc gì ạ? Chúng ta bỏ số vốn nhỏ nhưng chúng ta sẽ mang về được những cái đồng tiền sau này chúng ta đấy, những cái lợi nhuận cao. Và chúng ta nhận được hàng năm những cái dòng thu nhập thụ động. Phải không ạ? Thụ động hàng năm như vậy. Đó là gì? Sau này chúng ta sẽ là một phần
của lịch sử, một phần của gì? Của công nghệ giao thông thông minh, công nghệ giao thông cấp 2, hay là chúng ta được gọi là công nghệ giao thông, công nghệ chuỗi, đúng không ạ? Hay là gì? Vận tải đường ray dây, Anatolisky. Hiện nay thì chúng ta đã biết rồi, nó không còn ở cái quá trình để chúng ta có thể là thử nghiệm. Và hiện nay tập đoàn chúng ta đang ở giai đoạn thương mại rồi quý vị. Đó, rất là nhiều những cái hợp đồng lớn chúng ta đã được thấy, đã hé lộ những hợp đồng lớn rồi. Quý vị thấy không ạ? Chúng ta đang ở giai đoạn thương mại rồi. Nên ngày hôm nay nếu như quý vị và các bạn mong muốn sau này chúng ta làm những cái điều mình yêu thích, làm những điều gì ạ? Nhàn nhã, thảnh thơi, thì ngay ngày hôm nay cái sự quyết định của chúng ta sẽ quyết định cái số phận của chúng ta sau này như thế nào. Một là gì? Một là chúng ta đồng hành cùng với doanh nghiệp này. Hai là chúng ta vẫn làm cái công việc như hiện tại. Và gì? Chúng ta là những khán giả, là những minh chứng cho sự thành công của tập đoàn chúng ta. Thì chúng ta có mong muốn mình là gì? Là khán giả không ạ? Chúng ta có mong muốn mình là gì? Là minh chứng cho sự thành công không ạ? Vâng, chúng ta có mong muốn không ạ? Đấy, Ngọc Bình thấy ở đây có rất nhiều quý cô chú anh chị cũng đã vừa rồi cũng đã sang trực tiếp trung tâm Sky rồi, được ngồi trải nghiệm rồi, và khi mà trở về Việt Nam ấy đã quyết định gọi là gì, chuyển đổi một phần cái tài sản của mình. Có rất là nhiều anh chị em khi mà sang tận nơi rồi thì cái niềm tin, đúng không ạ, niềm tin lớn hơn nữa, cực kỳ lớn, và về đã quyết định chuyển đổi những cái tài sản mình như là đất đai hay là vàng, đúng không ạ, đó, để chuyển đổi sang cổ phần. Thì đây đó là một cái cách mà mình thấy cũng khá là thông minh. Vì sao? Vì đất đai hay là vàng thì cái có thể cái lợi nhuận mang lại cho chúng ta nó sẽ không tăng trưởng lớn, phải không ạ? Còn cổ phần doanh nghiệp có thể nói rằng là gì? Cổ phần doanh nghiệp chúng ta có thể là tăng trưởng theo cấp số mũ, chứ chúng ta không nói là gì? Cấp số nhân, đúng không quý vị? Và ở đây Ngọc Bình thấy Huyền Trang cũng đã sang trung tâm USKY vừa rồi này, đúng không ạ? Và có rất là nhiều những trải nghiệm. Hay là em Minh Nghĩa, đó, em Minh Nghĩa ngày hôm nay cũng đã xuất hiện trong live stream của Ngọc Bình rồi. Cũng là một trong những cổ đông cực kỳ tâm huyết, và cũng đã đồng hành cùng với USKY, UST cũng khá là lâu, cùng cái thời điểm mà 2018 gì đó với Ngọc Bình đấy, đúng không ạ? Và cũng đã sang trực tiếp trung tâm USKY. Vừa rồi chúng ta thấy không ạ? Rất là nhiều những nhà tài trợ lớn, đó, có hàng vài trăm ngàn đô, 500 ngàn đô cũng rất là nhiều. Không phải đơn giản họ bỏ ra một cái số tiền đến 500 ngàn đô để sở hữu đến 100 triệu cổ phần. Ai trả góp là gì ạ? 95 triệu cổ phần đâu quý vị. Một đô thôi thì là một cái tài sản rất là lớn, phải không ạ? Nếu như quý vị còn đang băn khoăn, chúng ta hãy cho mình, đúng không ạ? Hãy cho mình nghiêm túc tìm hiểu cơ hội này. Với những ai chia sẻ, chúng ta hãy đặt ra những cái câu hỏi. Và chúng ta, chỉ khi nào chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta mới có thể gì? Có thể tìm kiếm được cái cơ hội tốt và ra được quyết định này, đúng không quý vị? Vâng. Trong quá trình Ngọc Bình chia sẻ, chúng ta có những cái câu hỏi nào, chúng ta băn khoăn, chúng ta thắc mắc, đó, thì chúng ta thấy rằng mình chưa rõ điều nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi đây nhé. Thì Ngọc Bình sẽ chia sẻ chúng ta tất cả những cái thông tin, rồi cũng như là giải đáp chúng ta những vấn đề liên quan đến tài sản của chúng ta. Trong thời gian gần đây thì Ngọc Bình thấy rằng là gì ạ? Có rất là nhiều anh chị em, đúng không ạ? Chúng ta khi mà tài trợ vốn, đó, chúng ta không biết, đó, chúng ta không biết mình là phải xem trong cái tài khoản chúng ta ấy, cổ phần ra nằm ở đâu, đúng không ạ? Hay là chúng ta đã sở hữu chưa? Thì Ngọc Bình đã chia sẻ ra rất nhiều lần rồi. Chúng ta đầu tiên chúng ta hãy biết cách vào tài khoản chúng ta đã. Chỉ bản thân chúng ta, nếu chúng ta mong muốn chúng ta biết cách thì chúng ta hãy nhờ những người chia sẻ chúng ta hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta vào tài khoản. Thứ hai, chúng ta hãy cập nhật thông tin trên các website chính thống. Ví dụ như website của tập đoàn chúng ta có hai website, một website ở trung tâm công nghệ ở Beirut, đúng không ạ? Đó là gì? Ulitkai.com. Đó, ulitkai.com, hay là gì ạ? USTANC. Một website của ta ở thị trường Trung Đông UAE, đó là gì ạ? USKYTransport.com. Và website ngài Anatoly Zutki, đó là gì ạ? ulitsky.angelia. Và ngoài ra chúng ta, cái văn phòng cá nhân của chúng ta, hay là cái tài khoản của chúng ta, đó là gì ạ? SLC, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta hãy biết cách vào tài khoản chúng ta đi. Và chúng ta hãy, ở trong đó rất là nhiều thông tin, từ mục tin tức cho chúng ta cập nhật thường xuyên, từ mục số lượng cổ phần, giấy chứng nhận cổ phần như nào, nó đều thể hiện rõ ở trong đó quý vị nhé. Vâng, ở đây cô Nguyễn Lan có hỏi là chưa có báo cáo kiểm toán 23, đúng không ạ? Về báo cáo kiểm toán năm 23 thì chúng ta đã có được những cái thông tin từ cuối năm 23 rồi. Đấy, chúng ta năm 23 là chúng ta đã có báo cáo kiểm toán của công ty, đúng không, công ty, và đã có được những cái kết quả. Đó là gì? Chúng ta đã có những lợi nhuận là dương, đúng không ạ? Lợi nhuận dương và gì?
Vâng, lợi nhuận dương và chúng ta đã có được cái việc tự cung tự cấp. Ngọc Bình lưu ý cho chúng ta là chúng ta đã có tự cung tự cấp rồi. Và trong tháng 4 này, quý vị ạ, hiện nay mới là có, hôm nay mới là ngày 13 tháng 4 thôi. Trong tháng 4 này, từ nay đến cuối tháng chúng ta sẽ có kết quả kiểm toán bởi BDO dành cho năm 2023. Và đương nhiên rồi, năm 2024 này, đấy, năm 2024 này thì sao ạ? Chúng ta sẽ có được rất là nhiều những điều bất ngờ xảy ra, giống như live stream trước. Đó, thì ở cái vấn đề ở đây, anh Sáu Vũ nói rằng 1 tỷ giai đoạn 15 sắp kết thúc chưa? Thì hiện nay thì với cái số lượng 1 tỷ ở giai đoạn 15 này thì công ty họ chưa thống kê đúng không ạ? Nhưng theo cái góc độ của Ngọc Bình, theo cái chương trình vừa rồi chúng ta thấy rằng là rất là nhiều nhà tài trợ vốn lớn và theo rất là nhiều những cái thông tin từ phía của quỹ chúng ta đã thấy rồi. À, cộng với kết hợp những cái sự kiện, đấy, chúng ta phải kết hợp những cái sự kiện ngoài kia để chúng ta đánh giá rằng là trong năm 2024 này, như Ngọc Bình đã nói rồi, trong năm 2024 này rất có thể nó sẽ kết thúc bất kỳ ở tháng nào. Chúng ta hãy hình dung ra và chúng ta hãy luôn luôn nghĩ rằng là ngay ngày mai nếu như cổ phần đóng cửa thì sao, đúng không ạ? Nên là chúng ta yên tâm là trong năm 2024 này nó sẽ không kéo dài ra và nó sẽ kết thúc quá trình để chúng ta tài trợ vốn vào đây. Và khi đó quý vị mong muốn, đúng không ạ, khi mà đóng cửa rồi chúng ta mong muốn có nhiều tiền đi chăng nữa, tiền có thể vài tỷ hay vài chục tỷ, hàng trăm tỷ chăng nữa, nhưng chúng ta không thể tài trợ được vào cổ phần gốc, đúng không ạ? Như vậy nên là chúng ta hãy lưu ý cho A Phủ Bình rằng là gì, năm nay là năm cuối cùng, đó là những cái gọi là bản lề cho chúng ta để gia tăng tài sản trong năm nay. Và nếu như quý vị có kế hoạch thì ngay ngày mai chúng ta lên kế hoạch cho mình đi, chúng ta đừng chờ xem là lúc nào nó kết thúc. Và khi kết thúc chúng ta đã đạt được cái kế hoạch cho cổ phần chúng ta chưa, khi kết thúc chúng ta đã có bao nhiêu cổ phần và sau này chúng ta có tiếc nuối điều gì hay không, đây mới là điều quan trọng, đúng không ạ? Anh Sáu Vũ có đồng ý quan điểm của mình ạ? Và chúng ta có đồng ý quan điểm A Phủ ạ? Chúng ta có bao nhiêu cổ phần mới là điều quan trọng. Còn cái việc đóng cửa cuộc vui nào cũng có điều chúng ta thấy diễn ra và cũng sẽ có điều kết thúc. Rồi chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ kết thúc rất sớm trong năm nay, bất kể lúc nào. Mà Ngọc Bình nghĩ rằng là gì ạ? Nghĩ rằng là khi mà có báo cáo kiểm toán tài chính ra rồi thì sẽ rất có thể nhiều cái yếu tố khác nhau. Và tháng 5 tới này thì chúng ta đã được chia sẻ rồi trong live stream trước, Dubai đúng không ạ? Dubai họ cơ quan giao thông đường bộ của Dubai, đó là RTA, họ sẽ quảng bá, nó quảng bá mạnh mẽ công nghệ này. Thì chúng ta thấy điều gì xảy ra khi là một cái công nghệ tuyệt vời đúng không ạ, mà lại được gì, nhà giàu đánh bóng lên, nhà giàu mang chúng ra quảng cáo quảng bá, thì chúng ta gì, chúng ta lấy tự tin ạ. Mà cái nơi mà đã gì, đã thể hiện cái tầm nhìn của ông quốc vương Dubai, ông đã gì, tầm nhìn đã biến cái thành phố Dubai từ một cái làng chài mà hơn 50 năm trở lại đây thôi đã trở nên rất là lộng lẫy xa hoa và có rất là nhiều cái nhất. Đấy, chúng ta được biết là trên thế giới này thì Dubai duy nhất là có một cái bộ là gì ạ? Bộ không gì là không thể. Đó, bên đó có một cái bộ không gì không thể quý vị nhá. Khi mà A Phủ sang đó thì thấy rằng là có các anh hướng dẫn viên nói rằng là Dubai có một cái bộ không gì không thể, thì A Phủ rất ngạc nhiên, tự nhiên là có một cái bộ không gì không thể. Có nghĩa là gì? Họ nói là những cái gì mà không thể thì họ sẽ làm được. Đúng không ạ? Họ sẽ làm được. Đó. Và đặc biệt là nếu những ai đã vào được thăm bảo tàng tương lai, thể hiện tầm nhìn của Dubai đến năm 2071 nó kinh khủng lắm. Ở bên đó thì trong cái tầm nhìn của trong cái bảo tàng tương lai ấy, A Phủ được vào trong đó rồi, thì có được những cái khu đất có những cây xanh lở hoa, có những cây giống như là rừng nhiệt đới đấy, rừng già đấy, đúng không ạ? Đó, Kim Xuyến nói là trời đất ơi, nhiều lúc tự hỏi là sao mình có gì ạ, có phải gì đã, sao mình có phải mơ không, đúng không ạ? Không ạ, không mơ tí nào đâu, đúng không ạ? Ok, cả hello Huyền Utsky. Xin chào anh Cường Phùng. Quý vị chia sẻ giúp cho Ngọc Bình tí nhá. Ngọc Bình bật chút quạt nên đỡ nóng đúng không ạ? Thông tin nóng quá. Rất nhiều thông tin nóng. Vâng, chúng ta đang có mặt ở live stream này thì chúng ta hãy chào A Phủ để A Phủ biết rằng chúng ta đang hiện diện ở đây. Vâng, xin chào chị Nguyễn Tuyết. Ok, hello Lê Hương. Vâng, Lê Hương cũng là một trong những cổ đông thực sự là rất tâm huyết chia sẻ live stream rồi làm video, đúng không ạ? Và với mong muốn là chúng ta chia sẻ thông tin với nhau, với mong muốn là gì ạ? Chúng ta truyền tải những thông tin đến với nhau để làm gì? Để chúng ta nắm giữ được cổ phần này càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Vâng, thì quay trở lại câu chuyện thì Ngọc Bình chia sẻ chúng ta là tháng 5 này Dubai, RTA sẽ quảng bá rất là mạnh mẽ.
Và điều gì xảy ra khi mà công nghệ đã hay lại được gì ạ? Nhà giàu họ PR, họ quảng bá miễn phí như vậy. Và chúng ta được biết là năm 2022, chính cơ quan giao thông đường bộ của Dubai, đó là RTA, đúng không? Đã mang cái con tàu của chúng ta sang gì ạ? Triển lãm tại Ilochan, Berlin, Đức. Đó, chúng ta thấy không ạ? Vâng. Và vừa rồi thì sao ạ? Vừa rồi chúng ta đã thấy hàng loạt các cái quan chức, đó, như là các bộ trưởng, những người đứng đầu của các bộ giao thông đường bộ, giống như là ở Ấn Độ, đúng không ạ? Nitin Gadkari, rồi là rất là nhiều những bộ trưởng khác, cũng như là đại diện của các tập đoàn lớn ở các quốc gia, họ đã đến trung tâm Sky và họ đã trải nghiệm con tàu, và họ luôn luôn cảm rằng là gì? Mong muốn là mang cái cơ hội này về, mang cái công nghệ này về thật nhanh, thật tốt, thật sớm đến cái đất nước của họ. Và Ấn Độ là một trong những quốc gia họ triển khai rất là mạnh mẽ cái cơ hội này, quý vị ạ. Họ triển khai rất là mạnh mẽ. Chúng ta được thấy là 500 đến hàng nghìn dự án thì chúng ta khủng khiếp không? Chúng ta đã tìm đâu ra được, đoạn chúng ta có tìm đâu ra được một cái công ty mới bước từ giai đoạn gọi là khởi nghiệp sang giai đoạn kinh doanh, đó, sản xuất kinh doanh, mà lại có những cái đơn hàng đến 500 đến hàng nghìn dự án chứ ạ. Chúng ta tìm đâu ra được những cái doanh nghiệp gọi là một cái doanh nghiệp tư nhân mà gì ạ, mà có được những cái đơn hàng lớn mà đã được xếp hồ sơ để chờ chứ ạ. Đó là một điều đặc biệt của tập đoàn chúng ta. Và chúng ta tìm đâu ra được một doanh nghiệp mà chưa chào sàn, tức là chưa IPO mà đã có những lợi nhuận dương 2 năm nay chưa ạ, mà thể hiện qua báo cáo kiểm toán chưa ạ. Nhiều doanh nghiệp lên sàn còn lỗ cơ, đúng quý vị, mà họ vẫn mang về lợi nhuận rất là cao cho các cổ đông. Vâng, em cảm ơn anh William Huy Hoàng đấy, luôn luôn là dành những cái lời khen cho A Phủ, là A Phủ đẹp trai rồi, nhưng mà A Phủ thích điều đó đúng không ạ? Chúng ta cứ khen nhiều A Phủ thích điều đó. Hello Tuyết Lê. Vâng, Tuyết Lê cũng đã sang trực tiếp trung tâm Sky vừa rồi, có lẽ là một trong những cái trải nghiệm để đời đúng không ạ? Được trực tiếp được ngồi trên những cái sản phẩm mà chúng ta đã tài trợ vào đây, được trực tiếp được gì ạ? Được ngắm nhìn nó, được tay sờ nó, đúng không ạ? Và cái niềm tin của tất cả anh chị em khi mà đã sang đến tận nơi ấy, thì cái niềm tin mạnh hơn rất là nhiều về gia tăng cực kỳ nhiều tài sản. Và chúng ta không có những cái cơ hội, hay là chúng ta chưa có thể sắp xếp được những cái điều kiện về thời gian, thì chúng ta có thể gì? Chúng ta thấy rằng là những anh chị em đã sang tận nơi trung tâm Sky thì cái niềm tin của chúng ta cũng đã đủ lớn chưa? Vâng, chắc chắn là niềm tin ra đủ lớn rồi. Và ngày hôm nay thì quý vị có bao nhiêu quý vị chúng ta còn nghi ngờ về cái cơ hội này không? Quý vị còn nghi ngờ không ạ? Hay là chúng ta còn đang tiếc nuối điều gì ạ? Chúng ta đối ra phủ bình rằng là chúng ta còn tiếc nuối rằng là gì? Chúng ta chưa có được nhiều vốn hơn đúng không ạ? Để chúng ta sở hữu cổ phần này. Đó, A Phủ vẫn vậy, vẫn đồng hành bước sang năm thứ 6 rồi nhưng vẫn tham, vẫn mong muốn mình nhiều cổ phần hơn, và hàng tháng A Phủ luôn luôn gia tăng cái tài sản cho mình. Không tháng nào là không ạ. Dù ít dù nhiều, mỗi tháng cũng gì ạ? Tiết kiệm những cái đồng chi phí sinh hoạt của mình để gì? Để gom cổ phần đấy. Và chúng ta có mong muốn mình sau này làm việc một cách gọi là đam mê, làm việc một cách thảnh thơi, nhàn nhã và nhiều tiền không ạ? Nếu như chúng ta đang làm một cái công việc cũ mà chưa cho kết quả mới thì chắc chắn chúng ta phải đi tìm kiếm cho mình một con đường. Và đương nhiên A Phủ Bình chia sẻ rồi, A Phủ rất là gì? Trân quý, rất là trân trọng tất cả. Đấy, A Phủ xin nhắc lại một cái điều luôn luôn gọi là gì ạ? Ghi nhớ, trân quý, trân trọng tất cả mọi ngành nghề trong xã hội. Đúng không ạ? Nghề nào cũng vô cùng tuyệt vời, khi mà tạo ra giá trị cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội thì nghề nào cũng cực kỳ là trân quý, trân trọng. Nhưng tuy nhiên thì sao? Nếu như chúng ta đang làm những cái công việc hiện tại mà chúng ta chưa tạo ra được cái gọi là bước nhảy, đó, một cái bước nhảy vọt về tài chính, thì chúng ta phải đi tìm kiếm cho mình những cái cơ hội mới. Và gì? Và chỉ khi nào chúng ta tìm kiếm được cơ hội mới thì chúng ta mới có thể gì? Có được những cái nguồn thu nhập thụ động, và có được những cái cuộc sống mà chúng ta mong muốn, làm những điều chúng ta yêu thích. Cái điều ngày hôm nay thì A Phủ nói rằng là gì ạ? Làm việc nhàn nhã thảnh thơi là hoàn toàn trong điều kiện của chúng ta, đó là do sự lựa chọn của chúng ta, đúng không quý vị? Giống như ngày xưa thì A Phủ mình cũng nghĩ rằng là gì? A Phủ nghĩ rằng là chúng ta phải gì? Phải có thể là phải dùng hết tất cả những cái sự chăm chỉ đó, dùng rất là nhiều những cái việc là vận dụng rồi về chất xám, rồi rất là nhiều thứ để chúng ta làm việc, tức là mong muốn như vậy để có thêm thu nhập thôi. Nhưng khi mà A Phủ tiếp cận đến lĩnh vực đầu tư đấy, và A Phủ đặt ra một cái câu hỏi là ô, tại sao ngoài kia, đúng không ạ? Chúng ta có bao giờ tự mình đặt ra một câu hỏi là chúng ta chứng kiến rất là nhiều anh chị em, quý cô chú anh chị ngoài kia
rất là thảnh thơi đúng không ạ? Họ có thể là họ đi cà phê đó, họ có thể là đến một cái nơi rất là sang trọng, họ vừa thưởng thức ly cà phê, họ vừa làm việc, họ vẫn có tiền đúng không ạ? A Phủ cũng đặt ra câu hỏi như vậy nhá. Và A Phủ đi tìm kiếm cơ hội là tại sao mà người ta giàu và tại sao người ta lại nhàn nhã như vậy, đúng không ạ? Thì tất cả chúng ta đều có 24 giờ một ngày, đúng không? Ai có nhiều hơn và không ai có ít hơn, nhưng tuy nhiên cái việc, cái cách chúng ta sử dụng, cái cách chúng ta sử dụng cái thời gian như thế nào, nó thể hiện cái việc gì chúng ta làm đấy. Thì A Phụ đặt ra câu hỏi là tại sao mà người ta giàu thế, tại sao người ta thảnh thơi thế, tại sao người ta nhàn nhã thế mà người ta lại nhiều tiền vậy? Người ta có được thời gian cho gia đình, người ta có thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân, người ta có được những cái công việc rất là nhàn nhã thảnh thơi mà lại nhiều tiền. Thế A Phụ tự đặt ra cho mình câu hỏi như vậy. Vâng, rất là cảm ơn quý cô chú chị. Vâng, cảm ơn chị Thương Dương, cảm ơn cô Phan Lịnh, một trong những cổ đông vô cùng lớn ạ. Ở Đắk Lông đúng không ạ? Đắk Lông, Đắk Lắk. Đó, cũng đã sở hữu cũng gần 30 triệu hay là hơn 30 triệu gì đó. Với một đô là tài sản của Phan Lịnh đã hơn 30 triệu đô rồi. Đó, thì quay trở lại câu chuyện là gì ạ? Tại sao chúng ta đặt tại sao người ta giàu có, tại sao người ta lại gì? Người ta lại nhiều tiền mà thảnh thơi nhàn nhã như vậy, và chúng ta có bao nhiêu quý vị mong muốn điều đó, comment con số 3 đi ạ. Và cái điều này thì nó không có gì là khó. Cái thứ nhất là gì? Chúng ta trong cái tư duy chúng ta đã. Đó, chúng ta nghĩ về việc là gì? Chúng ta cũng giống họ, chúng ta cũng sẽ là người giàu có, chúng ta sẽ là người làm việc thảnh thơi nhàn nhã. Tại vì sao? A Phủ thấy rằng là gì? Ngay cả cái giấc mơ của chúng ta ấy, ngay cả cái ước mơ của mình mong muốn giàu có mà chúng ta không dám mơ tới, thì cái điều đó nó sẽ không đến với chúng ta. Phải không ạ? Và chúng ta nói làm gì ạ? Chúng ta nói rằng là cái giấc mơ thì có ai đánh thuế không ạ? Và đương nhiên rằng là không ai đánh thuế. Và tại sao đằng nào chúng ta cũng phải nghĩ, thì chúng ta nghĩ lớn lên. Đằng nào chúng ta phải mơ, chúng ta mơ lớn lên. Có ai đánh thuế không, đúng không ạ? Có ai cười vào chúng ta không? Tôi là tôi mong muốn tôi là người giàu có, tôi mong muốn tôi là thảnh thơi, làm việc nhàn nhã như vậy. Thì chúng ta nghĩ trong đầu như vậy và chúng ta hướng tới mục tiêu như vậy, thì chắc chắn một cái ngày gọi là ngày đẹp trời giống như ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngày đẹp trời giống như ngày hôm nay, quý vị được ai đó chia sẻ vào livestream này, quý vị được ai đó tag tên chúng ta vào livestream này, sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta đấy. Thì biết đâu đó chúng ta sẽ đón nhận cơ hội từ người bạn chúng ta. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải đón nhận nó đã. Chúng ta nghĩ đến nó, chúng ta là những người giàu có, thảnh thơi, nhàn nhã, thì chúng ta mới có thể hướng tới được những cái tần số, những cái năng lượng tích cực để mang lại chúng ta những cái cơ hội tốt. Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây, đó là chúng ta đã gì? Đã gặp phải những cái tần số rất tốt, đúng không? Chúng ta gặp được một cái cơ hội, đó là cơ hội Yuriskai. Đó, nó đã chứng minh cho chúng ta rất là nhiều điều rồi. Ngày hôm nay thì A Phủ Bình sẽ không chia sẻ về những cái điều tuyệt vời từ Yuriskai nữa, mà Ngọc Bình muốn chia sẻ chúng ta một số điều để chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta mong muốn lựa chọn thảnh thơi hay nhàn nhã như thế nào, đúng không ạ? Và quý vị có bao giờ tự mình đặt ra một cái câu hỏi là chúng ta đang ở đâu chưa? Chúng ta đang ở đâu trong cuộc đời này? Và gì ạ? Chúng ta có biết mình là đang đứng ở đâu không ạ? Đó, chị Thương Dương nói rằng là gì ạ? Ai cũng có thể trở thành người giàu có, đúng rồi ạ. Ai cũng trở thành người giàu có, và chúng ta được quyền là như vậy, đúng không ạ? Chúng ta sinh ra là được quyền được giàu có hạnh phúc. Đó. Ok, xin chào em Anh Chi, UT. Xin chào Lương Hóa. Vâng, chúng ta biết mình ở đâu không ạ? Chỉ khi nào chúng ta biết mình ở đâu, chúng ta đang đứng ở đâu, thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Còn không thì chúng ta cũng không thể thay đổi được đâu. Ngày hôm nay Phủ bật mí cho ta, nếu như chúng ta chưa định vị mình đang ở đâu, đấy, chúng ta hãy gì? Hãy lên YouTube, hay chúng ta hãy đọc sách, để chúng ta hãy tìm hiểu về Kim Tứ Đồ đi ạ. Kim Tứ Đồ sẽ mở ra chúng ta một cái con đường dẫn cho chúng ta đến cái cuộc sống tự do, hạnh phúc, dẫn cho chúng ta đến cái cuộc sống gì ạ? Tự do về tài chính, tự do về thời gian. Chỉ Kim Tứ Đồ rất đơn giản thôi, đúng không? Là cái bốn cái góc trong xã hội thôi. Quý vị hãy, nếu như chúng ta chưa một lần biết đến Kim Tứ Đồ, chúng ta chưa bao giờ tiếp cận đến Kim Tứ Đồ, thì chúng ta hãy lên YouTube, chúng ta hãy gì ạ? Đọc sách đi về Kim Tứ Đồ của ông gì ạ? Robert Kiyosaki, đúng không ạ? Tỷ phú người Mỹ gốc Nhật ấy. Chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ đọc cái cuốn sách đó, đúng không ạ? Chúng ta đọc sách đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Chúng ta sẽ biết mình ở đâu. Và Kim Tứ Đồ này nó sẽ chia ra trong xã hội chúng ta có bốn nhóm người khác nhau, đúng không ạ? Cái nhóm làm việc nhé, và cái từng cái công việc nó sẽ thể hiện rất là rõ. Và A Phủ chia sẻ qua một chút để chúng ta có thể thấy rằng mình đang đứng ở đâu nhé. Cái nhóm đầu tiên trong Kim Tứ Đồ, đúng không ạ? Đó là nhóm gì? Làm công ăn lương đấy. Trước kia A Phủ cũng ở cái nhóm này. Tức là chúng ta là gì? Công chức, viên chức, chúng ta nhận lương hàng tháng. Đó,
và chúng ta ví dụ chúng ta lao động phổ thông, chúng ta được trả lương hàng tháng đấy, thì gọi là nhóm đầu tiên trong kim tự đồ là nhóm làm công ăn lương. Và cái nhóm này thì sao quý vị? Nhóm này thì chúng ta phải đánh đổi, đương nhiên phải đánh đổi thời gian để làm việc, đánh đổi công sức của chúng ta, đúng không ạ? Để đổi lấy, tức là chúng ta ở đây chúng ta phải kiếm tiền. A Phủ chia sẻ không phải chúng ta kiếm tiền mà chúng ta đang đánh đổi cái giá trị của chúng ta để đổi lấy tiền, đúng không ạ? Đánh đổi cái giá trị của chúng ta tạo ra để đổi lấy tiền, chứ không phải kiếm đâu ạ, chứ không phải kiếm tiền. Tiền nó không có sẵn ngoài kia, đúng không ạ? Không phải là kiếm, nó giống như kiếm củi đó, chúng ta kiếm mà chúng ta đánh đổi cái giá trị của chúng ta để kiếm tiền. Cái góc đầu tiên là làm công ăn lương, đánh đổi thời gian, chúng ta đánh đổi công sức để chúng ta đổi lấy đồng tiền của chúng ta tương đương với giá trị của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái nhóm này thì sao quý vị? Thì chúng ta thấy là ngừng làm việc đó, là chúng ta không có tiền. Và cái sau này chúng ta càng già đi thì chúng ta có kiếm được nhiều tiền không ạ? Càng già thì chúng ta sẽ không kiếm được nhiều tiền, và chúng ta phải đánh đổi cái số tiền rất là nhiều để khi chúng ta không may. Đây A Phủ nói không may chúng ta gặp phải một cái biến cố trong cuộc đời, không may gặp phải biến cố về sức khỏe, thì chúng ta phải gì? Đánh đổi cái số tiền chúng ta kiếm được để làm gì ạ? Để mua cái giường đắt nhất thế giới, đó là giường bệnh, đúng không ạ? Đó, nên là cái góc đầu tiên là gì? Đánh đổi thời gian, công sức. Nếu như chúng ta đã từng theo dõi những cái video ngắn về anh béo anh gầy đấy, Pablo Perullo ấy, thì chúng ta thấy cái cách làm việc của cái anh béo dùng cái sức khỏe của mình, dùng cái sức khỏe của mình để xách những cái xô nước lớn hơn để kiếm được tiền, và mong muốn được nhiều tiền hơn thì phải gì ạ? Đi lại nhiều lần hơn, xách được nhiều nước hơn thì kiếm được nhiều tiền. Thì anh béo phải đánh đổi công sức của mình, thời gian của mình để đổi lấy tiền. Và về già thì sao? Anh ta không thể làm được điều đó nữa, thì cái thu nhập của anh ta giảm xuống. Còn anh gầy thì hàng ngày thì sao ạ? Vẫn đi xách nước, nhưng gì ạ? Xây dựng một cái đường ống dẫn nước đó, và chỉ mất vài năm thôi, 2 năm, 3 năm. Và sau này cái anh gầy đó, anh tạo ra cho mình một cái dòng thu nhập thụ động. Đó là gì ạ? Cái đường ống dẫn nước chảy về cái ngôi làng của anh ta xách nước ấy, anh sẽ kiếm được cái thu nhập hàng năm là như vậy, đúng không ạ? Nên là chúng ta nhìn lại sao? Sao là chúng ta đang ở góc đầu tiên không ạ? Đa phần là chúng ta đang ở góc đầu tiên nhé. Và cái góc thứ hai thì chúng ta được biết rồi. Góc thứ hai chúng ta tự mình làm chủ, chúng ta cảm thấy oai lắm, đúng không ạ? Tôi là ông chủ đây, ông chủ doanh nghiệp, hay là chủ chuỗi gì đó, đúng không ạ? Hay là gì? Chủ một cái shop thời trang, hay là chủ một quán cà phê. Trước kia Phủ cũng từng làm chủ. Đó, cũng là chủ một cái cửa hàng nhỏ nhỏ bán hoa quả, cũng gọi là chủ đi, bỏ vốn này, đúng chưa, bỏ thời gian, bỏ công sức ra. A Phủ cũng đã từng bán hoa quả, gọi là cũng là chủ đi, nhỏ nhỏ thôi, cũng là chủ, tự mình phải bỏ vốn này, bỏ thời gian này, bỏ công sức ra để gì? Để bán hàng, đúng không ạ? Quý vị có từng làm chủ chưa ạ? Có ai làm chủ comment số 1 đi ạ? Chúng ta có ai ngoài lắm đúng không ạ? Lúc đấy A Phủ ngoài lắm, hôm mình làm chủ cơ mà, chủ doanh nghiệp, rồi là chủ chuỗi, chủ quán cà phê là gì ạ? Chủ shop thời trang chưa, cũng rất oai nhưng mà thực ra rất mệt. Chủ làm chủ là chủ nhật, đúng không ạ? Làm cả chủ nhật làm chủ là khổ chủ. Có ai làm chủ như A Phủ trước kia vậy đấy? Anh Tân Nghiêm làm chủ rồi đúng không ạ? Em Lưu Trụ cũng đã từng làm chủ rồi. Làm chủ là làm cả chủ nhật đó, là khổ chủ. Chúng ta phải bỏ ra nhiều thời gian công sức mà không dành thời gian cho gia đình được, và khi nào chúng ta dừng làm việc thì chúng ta cũng không có tiền, đúng không ạ? Đấy là góc thứ hai trong kim tự đồ, góc bên trái. A Phủ nhắc lại, góc bên trái kim tự đồ thứ nhất là gì? Làm công ăn lương. Góc thứ hai là làm chủ là khổ chủ đấy, giống như Bảo Lam đây, giống như là em Lưu Trụ ở đây, giống như là anh Tân Nghiêm ở đây đã từng làm chủ một cái cửa hàng nào đó. Chúng ta có thấy mệt mỏi không ạ? Thực sự rất mệt mỏi phải không ạ? Đánh đổi thời gian, công sức và điều hành vận hành đấy, đặc biệt là gì ạ? Những cái ngành truyền thống càng ngày càng khó, tức cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng khốc liệt. Thương trường là chiến trường, đúng không ạ? Càng ngày càng khốc liệt như vậy. Nên là cái việc mà để kiếm tiền được, cái việc mình tự làm chủ nó bon chen, nó mệt mỏi lắm, không có thời gian gia đình. Và chúng ta có dám gì? Ví dụ như một cái cửa hàng cà phê, quán cà phê hay là cửa hàng thời trang, chúng ta có dám nghỉ không ạ? Chúng ta chỉ cần nghỉ một vài ngày thôi là chúng ta mất khách, đúng không ạ? Nghỉ một tuần thôi là chúng ta mất khách. Nên là gì? Làm cả chủ nhật. Đấy, cô nha khoa Minh Thịnh là một chuỗi nha khoa rồi, cô cũng đã từng biết rồi, vận hành điều hành còn trả lương cho nhân viên nữa, đúng không ạ? Lo toan cho rồi cái cuối cùng mới đến lượt mình. Một năm là có thu nhập mà cái doanh thu bao nhiêu, xong rồi trừ hết chi phí đó, chi phí thuê mặt bằng, chi phí trả lương nhân viên, rồi rất là nhiều các chi phí khác đầu vào, đúng không ạ? Rồi trừ đi, rồi đóng thuế, rồi mới ra được cái lượt mình, và mình là người hưởng cuối cùng. Và thực sự là có khi đến lượt mình là không còn gì. Và đặc biệt thì
trải qua rất là nhiều những cái biến cố vừa rồi chúng ta thấy dịch Covid cũng đã thể hiện rất là rõ cái việc làm chủ nó vất vả nào. Nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, chúng ta thấy không ạ? Nhiều doanh nghiệp không gì, không có thể là giữ được sinh nhật năm thứ năm. Đó, làm chủ là như vậy đấy quý vị nhá, vất vả lắm, nên là chúng ta không sướng đâu, khổ chủ đấy. Và cái góc gì, cái góc bên phải Kim Tư Đồ đó là chủ chuỗi đúng không ạ? Giống như là một chuỗi doanh nghiệp thì ở đây là người làm chủ chuỗi thì phải giỏi, phải điều hành được doanh nghiệp, phải tìm cho được cái hướng đi của doanh nghiệp, phải mang lại được rất là nhiều cái lợi nhuận thì đương nhiên là phải giỏi. Và cũng phải bỏ vốn ra nhiều này, bỏ thời gian này, phải quản trị được doanh nghiệp này, phải quản trị được những cái rủi ro mà doanh nghiệp đó đang đi. Đấy, tìm được cái gì ạ? Tìm được cái sản phẩm để gì ạ? Để có thể là phát triển được. Cũng mang cái tính cạnh tranh rất là lớn và cái số ít cái chủ chuỗi doanh nghiệp này có thể làm được. Và đương nhiên một cái góc cuối cùng trong Kim Tư Đồ đó là gì ạ? Investor đúng không ạ? Đó là nhà đầu tư. Đấy, chúng ta được nhìn lại nè. Nếu như quý vị các bạn không tự mình tạo ra cho mình một doanh nghiệp giống như ông chủ chuỗi ấy, thì chúng ta có thể gì đồng hành cùng với doanh nghiệp đó, tức là chúng ta góp vốn tài trợ vào doanh nghiệp đó, thì chúng ta phải làm gì không ạ? Chúng ta không phải làm gì đúng không ạ? Cái đồng tiền ta mang đi cho doanh nghiệp và vận hành, nhưng tuy nhiên chúng ta phải lựa chọn doanh nghiệp nào uy tín, chúng ta phải lựa chọn doanh nghiệp nào tốt bằng các cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn được, phải không ạ? Chúng ta phải nhìn vào các tiêu chí để chúng ta lựa chọn. À, cái doanh nghiệp này có đáng để tôi tài trợ hay không? Và gì? Chúng ta vận dụng được cái chiến thuật là gì? Đứng trên vai người khổng lồ, đúng chưa ạ? Đó, nên là gì? Chúng ta sẽ làm chủ đầu tư mới tạo ra cho mình dòng thu nhập thụ động, đúng chưa ạ? Đó, tạo ra cho mình dòng thu nhập thụ động. Thì sao? Thì chúng ta ngay cả khi chúng ta đi chơi, ngay cả khi chúng ta đi ngủ, thì chúng ta vẫn gì ạ? Chúng ta vẫn có dòng thu nhập thụ động trở về với túi chúng ta đấy ạ. Ok không ạ? Vâng. Đây có một cái câu hỏi của một bạn đây thì Ngọc Bình sẽ đọc nhá. Chút nữa thì Ngọc Bình sẽ chia sẻ chúng ta cái vấn đề thì cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn như thế nào để chúng ta có thể gì? Chúng ta thấy rằng mình lựa chọn về UT có đúng hay không? Đó, để làm sao ạ? Để chúng ta thấy rằng đây là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta để đầy đủ các cái tiêu chí để quý vị có thể áp vào nhá. Bạn Bảo Lam có hỏi rằng là cho mình hỏi là cổ tức ạ? UST sao lại đưa ra ưu đãi lớn vậy, vừa chiết khấu cao lại gói vinh danh, giờ lại thưởng 40%, đúng không ạ? Có ảnh hưởng gì đến cổ tức không, hay công ty muốn kết thúc gọi vốn nhanh nên đưa ra như vậy? Và đây là một cái câu hỏi cũng rất là tuyệt vời của bạn Bảo Lam, rất là cảm ơn bạn. Một cái câu hỏi rất nhiều anh chị em quan tâm. Tuy nhiên là như thế này, Phủ chia sẻ chúng ta như này. Chúng ta hình dung là cái tổng cái lượng cổ phần của chúng ta không thay đổi, được chưa? Tổng cái số lượng cổ phần của chúng ta phát hành ra nhé, tổng phát hành ra ngoài công chúng là chỉ có 35% trong cái hơn 400 tỷ thôi. Được chưa ạ? 35% cho hơn 400 tỷ chúng ta nhân ra. Đó, 3, 4, 12 đúng không ạ? 5, 4, 20. Đó, gọi là hơn 140 tỷ, được chưa ạ? Cái đầu tiên là cái tổng số lượng cổ phần không thay đổi phát hành ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta hình dung ra là gì? Cái vấn đề mà chúng ta được chiết khấu cao hay là được thưởng 40% hay là những cái chương trình chúng ta ấy, thì cái mục tiêu đầu tiên thì chúng ta biết rồi. Mục tiêu đầu tiên là chúng ta số lượng cổ phần không thay đổi, nhưng cái mục tiêu chúng ta vẫn đưa đến những cái số vốn đảm bảo cho cái sự phát triển của công ty, đúng không ạ? Chính vì những cái chương trình này thì chúng ta mới có thể thì bước sang năm thứ 9 được. Đấy, bạn Bảo Lam có hình dung ạ. Nếu như chúng ta không đưa ra những cái chương trình ưu đãi, không đưa ra những chương trình gọi là kích cầu trong những cái trường hợp khó khăn, ví dụ như là dịch Covid vừa qua, trong tình hình khủng hoảng kinh tế, chúng ta riêng là chúng ta đã có được cái số tiền cho bản thân đã khó rồi, còn chúng ta lấy tiền đâu ra đầu tư, đúng phải không ạ? Thì chúng ta phải có những chương trình kích cầu thì mới đảm bảo được cái nguồn vốn về đến với tập đoàn. Cái mục tiêu cuối cùng là gì? Tập đoàn chúng ta phát triển đến ngày hôm nay là như vậy đó. Còn cái vấn đề của quỹ, họ hoạt động, họ có một cái bộ phận chuyên về gì gọi là marketing, đúng không ạ? Họ sẽ nghiên cứu thị trường và rất là nhiều các yếu tố, họ mới đưa ra các chương trình như vậy. Nên là gì? Nên nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề cổ tức sau này nhé, vì cái số lượng cổ phần nó không thay đổi, được chưa ạ? Cái thứ hai nữa thì sao ạ? Các cái chương trình vừa rồi nó áp dụng cho các gói trả góp. Đó, chỉ áp dụng cho các gói trả góp, cái chương trình cộng 40% để họ gì ạ? Họ kích cầu cho cái gói trả góp, họ hoàn thiện sớm đi. Khi mà chúng ta định từng tháng, nhưng bây giờ họ đưa ra cái chương trình 40%
Để gì ạ? Để kích cầu cho gói trả góp sớm đi thì đảm bảo thứ nhất là nguồn vốn gói gọn hoàn thành, đúng không ạ? Gói gọn hoàn thành để nhanh hơn, để đưa tất cả các cái anh chị em đang trả góp vào sổ cổ đông, đúng chưa ạ? Đó là cái yếu tố tiếp theo, phải không ạ? Cái yếu tố thứ ba nữa thì chúng ta cần quan tâm, cũng như bạn Bảo Lam cần quan tâm rằng là gì? Chúng ta nhìn vào doanh nghiệp của chúng ta có phát triển hay không, có thành tựu hay không, nó thể hiện cái việc chúng ta sử dụng cái cách thức gọi vốn hiệu quả hay không, đúng chưa? Nên là quỹ SWC đang sử dụng đến ngày hôm nay, A Phủ đánh giá rằng là cực kỳ là thông minh và hiệu quả. Vì sao ạ? Vì tất cả những cái việc mà chúng ta đã vượt qua được đại dịch Covid, chúng ta vượt qua được khủng hoảng, ngày hôm nay một trong những doanh nghiệp chúng ta đã bước sang năm thứ 9. Đó, chúng ta vừa ngày 1 tháng 4 vừa qua đấy, là chúng ta đã sinh nhật cái quỹ gọi vốn cộng đồng cho tập đoàn Skywalk Company là 9 năm. Và mục tiêu của quỹ này sẽ giúp cho 10% dân số của thế giới trở nên tự do về tài chính đấy. Đây là một cái quỹ gọi là mạo hiểm nhân ái, đúng không ạ? Nên là bạn Bảo Lam hãy hình dung như vậy, nên là nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề sau này, cổ tức sau này. Vì sao ạ? Cổ tức A Phủ đã chia sẻ rồi, chia trên số lượng cổ phần quý vị nắm giữ. Nên là ngay tại thời điểm này chúng ta phải lấy vui mừng, chúng ta phải rất là biết ơn khi mà chúng ta được cái cơ hội sở hữu nhiều, không sao cả, đúng không ạ? Đó, như A Phủ Bình thì từ những năm 2018-19 nay có những lúc là không, cổ phần ưu đãi không thể bằng cái này, nhưng A Phủ vẫn luôn vui vẻ. Vì sao? Vì cái cơ hội nó chia đều cho chúng ta, phải không ạ? Chia đều chúng ta, ngày hôm nay thì quý vị mong muốn sở hữu thêm thì chúng ta tài trợ thêm, không sao cả. Cái mục tiêu cuối cùng chúng ta nhìn thấy doanh nghiệp chúng ta vẫn phát triển, chúng ta đang đi đúng lộ trình, chúng ta đang đạt được những kết quả rất là lớn. Đặc biệt là gì? Chúng ta đã đóng gói quy trình về công nghệ, chúng ta đã đưa cái công nghệ của chúng ta ra thương mại, và năm 24 này chúng ta được biết rồi, Ấn Độ này sẽ thực tế công trường là gần 1 km cho tuyến du lịch. Rồi tháng 5 này Dubai quảng bá như thế nào? Đấy mới là điều quan trọng, phải không bạn Bảo Lam cũng như quý vị? Nếu quý vị bạn Bảo Lam đồng ý comment vào số 1 nhé. Quý vị đồng ý cũng comment vào số 1 đúng không ạ? Nên không ảnh hưởng gì, chúng ta sở hữu bao nhiêu cổ phần mới là điều quan trọng thôi. Còn cổ phần đã đều như nhau, đúng không ạ? Ok, đó, chúng ta đồng ý comment vào số 1 nhé. Bạn Bảo Lam cũng vậy. Vâng, đấy, rất là nhiều câu hỏi. Tuyệt vời, chúng ta có câu hỏi gì chúng ta đặt đây nhá. Ok. Cảm ơn bạn Bảo Lam, chúng ta yên tâm đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn cái mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. Chúng ta có mong muốn doanh nghiệp của chúng ta bị thất bại không ạ? Chúng ta có mong muốn cái tập đoàn của chúng ta không thương mại không ạ? Đó, cái mục tiêu cuối cùng là thương mại thì phải cân vốn. Và đương nhiên rồi, chúng ta đã có lộ trình rồi, năm nay là kết thúc đúng không ạ? Và gì? Lộ trình năm sau nhận cổ tức rồi, chúng ta không phải bàn cãi. Và cái cổ tức của chúng ta ấy, Ngọc Bình đã chia sẻ rồi, chúng ta không phải nhận từ những cái dự án xây dựng, vì chúng ta một phần ở đó, vì những cái dự án xây dựng của chúng ta sẽ mới đầu, nó sẽ không được nhiều, cái lợi nhuận không nhiều, chúng ta sẽ lấy tiền từ cái việc là gì ạ? Cái bản quyền đúng không ạ? Bản quyền công nghệ đấy, giống như là một tác giả của một ca khúc, nếu mà ca sĩ muốn hát, muốn thể hiện thì ca sĩ nhận về cassette đúng không ạ? Nhưng ca sĩ phải gì? Phải trả cái tiền bản quyền cái bài hát đó cho tác giả. Thì giống sau này anh vậy, ở một đất nước nào xây dựng công nghệ OT, họ mong muốn chuyển giao cái công nghệ đúng không ạ? Họ phải có cái bản quyền nên phải trả cái tiền bản quyền. Không phải là bán công nghệ nhé. Chuyển giao công nghệ nó khác với bán công nghệ. Đúng không ạ? Tức là họ sẽ xây dựng nhưng chúng ta đến chúng ta chuyển giao công nghệ, nó khác với việc là bán cái sở hữu trí tuệ, nó khác. Ok chưa? Đó, thế thì cái câu chuyện là như vậy. Nên là quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là gì? Quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là để lựa chọn một cái dự án tốt, đó, thực sự là tốt, thì trong cái thời buổi này ở trên cái thị trường tài chính thì rất là nhiều các dự án, phải không ạ? Nhưng để lựa chọn một dự án tốt thực sự nó gọi là rất là hiếm khó đấy. Có những cái dự án nó la lá, nếu mà chúng ta không tinh ý, nó la lá như cổ phần chúng ta ấy, thì chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Nên cái điều đầu tiên chúng ta phải biết rằng là mình đầu tư có đúng hay không đã. Quý vị đồng ý không ạ? Chúng ta phải biết mình là đầu tư vào có đúng hay không? Có phải là dự án tạo ra sản phẩm thật hay không? Có phải dự án tạo ra giá trị thật hay không? Đó, sản phẩm thật, giá trị thật. Và gì? Sản phẩm đó có, sau này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội hay không? Nó có gì ạ? Nó có phải là đi đầu về xu hướng hay không? Đó, nên chúng ta phải đầu tiên phải là thật đã. Dù nhanh hay là chậm thì đầu tiên phải thật đã. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta không thật thì có mà nhanh đi thì cũng không đến đâu. Nếu thật rồi thì có thể là chậm hơn một chút. Đấy, chúng ta chắc chắn từng bước
thì cái điều hiển nhiên là chúng ta sẽ thành công. Đầu tiên phải thật. Và với UST chúng ta có thật không ạ? Hoàn toàn là thật, không phải bàn cãi điều gì. Thật ở đây là gì? Thật ở đây là rằng là chúng ta đã có rất là nhiều các cổ đông sang tận lời. Đúng chưa? Rất là nhiều các anh chị em đã sang trải nghiệm tận lời. Đó. Và gì? Cái thật ở đây là gì ạ? Chúng ta kiểm tra kiểm chứng được trên các website chính của tập đoàn. Chúng ta có thể kiểm tra kiểm chứng được hai trung tâm thử nghiệm ở Beirut cũng như là ở Sharjah UAE ở trên Google Maps. Đúng không? Chúng ta thật ở đây là gì ạ? Chúng ta kiểm tra được cái số lượng cổ phần của chúng ta, cái giấy chứng nhận của cổ phần của chúng ta trong sổ cổ đông như thế nào. Chúng ta thật ở đây một cái điều là gì ạ? Chúng ta được lưu danh tại bảo tàng công viên công nghệ như thế nào. Từ những cái gì ạ? Những cái gói, ví dụ gói ghi danh. Đấy, chúng ta được lưu danh như vậy. Chúng ta thấy thật không ạ? Quá là thật, nếu chúng ta không phải bàn cãi gì. Đó. Nếu như chúng ta đầu tư không đúng lời đúng chỗ thì làm sao mà chúng ta có thể được sang tận lời. Nếu như chúng ta đầu tư không thật thì làm sao mà chúng ta gặp gỡ được nhà sáng lập. Và làm sao chúng ta ngồi trải nghiệm tàu. Cái thật tiếp theo nữa là gì? Người đứng đầu phải xuất hiện. Đó là ngài Anatoly Zhukin, đúng không ạ? Thường xuyên xuất hiện chúng ta. Chúng ta gặp như nào trong cái cuốn sách, rồi trong cái thước phim ngài như nào thì thực tế như vậy. Đấy, và xuất hiện thường xuyên trả lời những câu hỏi chúng ta. Giao lưu, trả lời câu hỏi, rồi thì trên các video, rồi trên mạng xã hội Facebook, trên gì ạ? Trên YouTube ngài Zhukin có, trên blog trang cá nhân có hết. Đó là điều đầu tiên. Hãy comment Hòa Bình đi. Đầu tư như đầu tư phải thật đã, đúng chưa? Đó, comment đi ạ. Cái thứ nhất là gì? Quý vị comment đi ạ. Phải thật đã thì ngày hôm nay chúng ta còn phải nghi ngờ gì không ạ? Ngay cả việc chúng ta tài trợ vốn cho tập đoàn thông qua nền tảng gọi vốn cộng đồng Skyward Community SWC là chúng ta đã gì? Hoàn toàn là chính xác rồi. Vì sao? Vì trong website của nhà sáng lập ngài Anatoly Zhukin còn đã cái gì ạ? Công bố khai trương cái công ty này. Đó, và cái công ty này là để lại gì? Để lại cái đường link cho chúng ta có thể trực tiếp mình thông qua cái đường link đó đăng ký tài khoản, không cần phải qua ai nhé. Gọi vốn cộng đồng là không cần phải qua ai. Được chưa? Chúng ta chỉ cần vào cái website đó, chúng ta đăng ký thông tin của chúng ta và được công ty xác minh và tự chúng ta có thể gì? Tài trợ vốn được rồi, không cần phải qua ai cả. Đấy là cái điều tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì sao ạ? Chúng ta phải làm tất cả mọi thứ. Đó. Chúng ta phải tự tìm hiểu thông tin, chúng ta không có những anh chị em hỗ trợ, những không anh chị em trước hiểu dự án này sâu sắc để chia sẻ thông tin ta. Chúng ta phải tự làm, như là một là chúng ta lựa chọn tự mình, hai là chúng ta có được người chia sẻ chúng ta vẫn hơn. Và cái người chia sẻ không lấy gì của các bạn, phải không ạ? Vâng, không lấy gì của các bạn. Chúng ta đầu tư, chúng ta sở hữu bấy nhiêu cổ phần, đầu tư bao nhiêu sở hữu bấy nhiêu cổ phần, không lấy gì của các bạn cả, đúng không ạ? Còn cái việc là gì? Trả thưởng cho các anh chị em làm chương trình đối tác, đó là gì? Quỹ SWC họ lấy từ cái chi phí quảng cáo, chi phí quảng bá marketing. Đấy, họ không phải thuê chuyên gia, họ không phải mở văn phòng đại diện vì gọi vốn cộng đồng. Nên là không phải mở văn phòng đại diện, không phải quảng bá trên cái kênh truyền hình sẽ mất rất là nhiều tiền nhưng hiệu quả chưa biết đến đâu. Nên là cái việc là chi phí quảng bá, chi phí marketing, chi phí thuê chuyên gia, chi phí mở văn phòng thì không cần. Thì họ gì? Họ trả thưởng cho những anh chị em là đối tác, không lấy gì của các bạn, phải không ạ? Các bạn sở hữu bao nhiêu nó thể hiện bấy nhiêu cổ phần, được giấy chứng nhận cổ phần như vậy. Đó rất đơn giản. Nên là một là chúng ta lựa chọn tự mình thì chúng ta đi một mình vất vả. Hai là chúng ta lựa chọn người chia sẻ, chúng ta có lấy gì của ta đâu. Thế thì sao ạ? Thì chúng ta lại được chia sẻ hàng ngày thông tin như thế này. Chúng ta lại được gì ạ? Các bạn khó khăn đến đâu thì họ sẽ gì? Giúp các bạn tháo gỡ khó khăn. Đó, chúng ta có gì? Cùng đội nhóm, chúng ta giàu cùng nhau thích hơn, đúng không ạ? Đó, nên là gì? Cái thứ nhất là chúng ta thông qua quỹ Skyward Community là hoàn toàn chính xác rồi. Bây giờ chúng ta không phải bàn cãi gì nữa. Thật nha, đúng không ạ? Đó là thật. Thật 100%, được chưa? Đấy, cái đầu tiên là cái không biết là lâu hay nhanh hay là chậm, nhưng phải thật đã. Thì ở đây chúng ta khẳng định nhau UT là thật rồi. Dự án ta tạo ra sản phẩm thật rồi. Con tàu, đúng không ạ? Đã được gì? Được chứng nhận rồi bởi TUV rồi. 12 model tàu ở Beirut, hai loại tàu ở gì? Ở Sara rồi. Vừa rồi chúng ta được chứng nhận gì ạ? Chứng nhận con tàu Ubert Karat 25 chỗ rồi. Sau này nó sẽ đạt được cái tốc độ 120 đến 150 km/h. Chở người rồi, đúng không ạ? Đó, anh chị em cổ đông sang tận lời ngồi trên con tàu đó rồi. Thì không gì là thật hơn nữa. Cái thứ hai tiêu chí để chúng ta lựa chọn rằng là gì? Chúng ta phải nhìn vào sứ mệnh, đúng không ạ? Sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. À, đúng chưa? Sứ mệnh và tầm nhìn rất là quan trọng, vì cái sứ mệnh và tầm nhìn ấy nó sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào mà có sứ mệnh và tầm nhìn vì con người, đấy, vì xã hội, vì con người ấy, vì mục tiêu, vì môi trường, doanh nghiệp đó sẽ phát triển bền vững.
Vì tương lai những doanh nghiệp phát triển phải gắn kết với việc môi trường, gắn kết với việc con người, đúng không ạ? Nên là sứ mệnh và tầm nhìn của UET là gì quý vị? Chúng ta comment xem ạ. Chúng ta có biết sứ mệnh và tầm nhìn của UET là gì không ạ? Chúng ta comment nhé. Vâng, cảm ơn anh Vũ Đức Hùng, đúng không ạ? Rất hay, đúng không ạ? Hello em Nguyễn Văn Trung. Đó. Chúng ta comment cho Phủ đi ạ. Sứ mệnh tầm nhìn của UET là gì ạ? Ngọc Bình sẽ chia sẻ ra sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp chúng ta là gì. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy tầm nhìn của nhà sáng lập của chúng ta như nào và ekip ban lãnh đạo ra sao. Và em Trung nói là giải cứu hành tinh, đúng không ạ? Cũng rất là chính xác, đúng không ạ? Cũng rất là hay. Đó, đó là cái câu slogan. Slogan của tập đoàn chúng ta là giải cứu hành tinh. Thì tại vì là cái hệ sinh thái của UET chúng ta nó rất là rộng lớn. Đó, đều những cái dự án phát triển đều vì môi trường, ví dụ như là gì? Công nghệ của chúng ta, công nghệ UET đường dây dây này. À, rồi công nghệ Spaceway này, tức là Spaceway là một cái đường vòng quay xích đạo ấy, đưa con người và các ngành công nghiệp nặng ra khỏi không gian gần trái đất, phi tên lửa là không cần tên lửa đấy. Cũng là vì môi trường, đúng không ạ? À, rồi công nghệ chúng ta gì ạ? Là kính chân không này, rồi động cơ điện này, phải không ạ? Động cơ điện. Rồi là công nghệ chúng ta có gì ạ? Ô tô điện dành cho người khuyết tật này, rồi máy bay không người lái này. Đấy, rồi công nghệ gì ạ? À, cầu vượt. Đó. Nên là gì? Những cái hệ sinh thái của tập đoàn ấy đều vì môi trường. À, và ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi, chúng ta có công nghệ mùn sinh học Ultera, đúng không ạ? Ultera. Và cái mùn Ultera hiện nay cũng đã xây dựng nhà máy tại, đang xây dựng nhà máy tại Ras Al Khaimah. Đây là một trong những tiểu vương của UAE. À, vừa rồi anh chị em cổ đông cũng được sang để trực tiếp để thăm cái khu đất để xây dựng cái nhà máy mùn Ultera đấy. À, mùn Ultera cũng là một trong những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời của tập đoàn và hiện nay cũng đang cho chúng ta được góp vốn vào đây. Nhưng có hai cái điều khác biệt. Ví dụ là chúng ta đang sở hữu cổ phần của UET là chúng ta đang đồng sở hữu công nghệ. Chúng ta là cổ đông của công nghệ đường dây dây. Còn Ultera là chúng ta đang góp vốn vào để gì ạ? Để xây dựng nhà máy và sau này chúng ta nhận lợi nhuận theo cái số lô Ultera, theo cái gói Ultera chúng ta tài trợ, tức là bao nhiêu phần trăm đấy. Nhưng chúng ta không phải là đồng sở hữu công nghệ Ultera nhé. Nó hai cái điều khác biệt. Nhưng mà chúng ta có thể gì ạ? Phân bổ cái nguồn vốn chúng ta vừa gì ạ? Tài trợ cho UET vừa tài trợ cho Ultera, đó là cái điều tuyệt vời, đúng không ạ? Đó. Thì quay trở lại câu chuyện, đây Ngọc Bình thấy rất nhiều anh chị em comment sứ mệnh của doanh nghiệp chúng ta là giải cứu hành tinh, cũng là một cái sứ mệnh, đó là cái sâu chuỗi ra rằng đó là gì ạ? Đó là cái sứ mệnh lớn, đúng không ạ? Đó là câu slogan. Đúng rồi, anh Trung Kiên nói vậy. Sứ mệnh của chúng ta là gì? Chính xác là vậy. Giao thông phải là gì? Giải pháp cho các vấn đề, chứ không phải là nguồn gốc sinh ra chúng. Đấy, anh Trung Kiên comment rất là chính xác như vậy. Tức là ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là những vấn đề về giao thông đang là gì ạ? Đang là cái nguồn gốc sinh ra những cái vấn nạn như là ô nhiễm môi trường. Đấy, giao thông hiện nay truyền thống ấy, sử dụng năng lượng động cơ đốt trong ấy, năng lượng bằng gọi là gì ạ? Hóa thạch, đúng không ạ? Xăng dầu đấy, thì nó là nguồn gốc sinh ra ô nhiễm môi trường. Giao thông ngày nay cũng là nguồn gốc gì ạ? Sinh ra tắc nghẽn giao thông hay là tai nạn giao thông là do gì ạ? Những người điều khiển phương tiện giao thông gây ra. Giao thông truyền thống, đúng không ạ? Giao thông cấp 1. Thì giao thông phải là gì? Giao thông phải là giải pháp cho các vấn đề, chứ không phải nguồn gốc sinh ra chúng. Đấy là sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp chúng ta. Và UET là gì ạ? Sứ mệnh của UET là giải pháp cho các cái vấn nạn trên. À, đúng chưa ạ? Giải pháp về ô nhiễm môi trường thì sao ạ? Chúng ta không sử dụng bằng năng lượng hóa thạch như xăng dầu, mà chúng ta sử dụng bằng năng lượng thân thiện môi trường, năng lượng điện gió, năng lượng điện tái tạo. Đấy, năng lượng điện mặt trời, đúng chưa ạ? Không phát thải ra khí độc hại môi trường. Đó là giải pháp. Giải pháp cho ô nhiễm môi trường là sử dụng những năng lượng sạch như vậy. Rồi giải pháp cho tắc nghẽn giao thông là gì ạ? Chúng ta nâng cái con tàu chúng ta lên, không phải cấp 1 nữa, mà nâng lên trên độ cao từ 10 đến 15 mét. Đấy, phụ thuộc từng cái địa hình khác nhau, sẽ có những cái độ cao thấp khác nhau. Thì nó giải pháp đó cho cái tình trạng ùn tắc giao thông. Nó lập trình một mình, nó đi trên đường một mình, nó một tuyến như vậy. Đúng chưa ạ? Đó là giải pháp cho vấn đề ùn tắc giao thông. Nó lập trình, nó tính toán, nó tuần tự đó, lộ trình nó đi, nó không giao cắt với các tuyến đường khác. Nên là giao thông nó sẽ là UET, nó sẽ là lời giải cho cái vấn đề về ùn tắc. Và cái giải pháp tiếp theo cho vấn đề về tai nạn giao thông chúng ta được biết rồi. Yếu tố chủ quan của con người, đúng không ạ? Tình trạng điều khiển phương tiện giao thông, căng thẳng, mệt mỏi, stress đấy, cãi nhau vợ, đúng không ạ? Cãi nhau chồng, cãi nhau người yêu, đúng không ạ? Ra ngoài suy nghĩ, đó, suy nghĩ thế là gì?
không tập trung vào và gì vô hình gây ra tai nạn, đúng chưa? Rồi thậm chí là gì ạ, người điều khiển sử dụng những cái chất kích thích đó, rượu bia cũng gây tai nạn. Nên là gì, giao thông OT nó sẽ là giải pháp cho vấn đề tai nạn như sau. Nó sử dụng gì ạ, trí tuệ nhân tạo đó, AI, đúng không ạ? AI nó đưa vào con tàu chúng ta, nó giống như robot tự vận hành đấy, nó sẽ loại bỏ yếu tố con người đây, nên nó là giải pháp cho vấn đề về tai nạn giao thông. Và chúng ta được biết là tai nạn giao thông thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã gì ạ, đã thống kê rằng là trên thế giới cái các cái vụ tai nạn giao thông cộng lại, cái số lượng người chết, người thương vong còn nhiều hơn cái cuộc chiến tranh thế giới cộng lại đấy, nó rất là thảm khốc, đúng không ạ? Nó sẽ gây hệ lụy cho quốc gia đó về tài chính, rồi hệ lụy về vấn đề về gì, về có thể là giải quyết những cái hệ lụy sau khi tai nạn, đấy, an sinh, đúng không ạ? Đó, nên là gì, nên là cái giải pháp của OT sẽ là một cái giải pháp triệt để cho vấn đề về tai nạn giao thông, vì nó sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, giống như robot, nó có cái khoảng cách bằng cái tầm soát radar cảm biến khắp mọi nơi con tàu, đúng không ạ? Đến gần chứng ngại vật nó phân biệt rằng à đây là chứng ngại vật, đây là cái có thể gây ra tai nạn, nó tự xử lý. Đó, chúng ta thấy thông minh không ạ? Và trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới này sẽ áp dụng rất là nhiều, không chỉ trong lĩnh vực về giao thông vận tải, nó áp dụng rất là nhiều trong lĩnh vực khác, đúng chưa? Có thể trong lĩnh vực về giao vận, giao chuyển hàng, chúng ta thấy rồi, các cái trang thương mại điện tử hiện nay còn sử dụng những cái trí tuệ nhân tạo, những con robot, đúng không ạ? Đó, vận hành giao hàng rất là nhiều. Đó là giải pháp, phải không ạ? Nên là tóm lại là chúng ta thấy OT là gì, cái sứ mệnh và tầm nhìn chúng ta nhìn thấy là gì, vì con người, vì môi trường, là giao thông là giải pháp cho các vấn đề chứ không phải nguồn gốc sinh ra chúng nha. À, rất là cảm ơn anh Trung Kiên, cảm ơn quý vị đã comment. Đấy, giải cứu hành tinh là một cái bước cao hơn, đúng không ạ? Câu slogan, vì chúng ta các cái công nghệ của OT chúng ta là vậy, đều vì môi trường. Đó, đấy là sứ mệnh. Cái thứ hai chúng ta phải nhìn vào gì ạ? Ekip và ban lãnh đạo, đúng chưa? Ekip ở đây chúng ta có thấy nhà khoa học Nga Anatoly Zhitkin là chủ tịch tập đoàn. Đó, nhà phát minh, nhà khoa học phát minh ra cái công nghệ này, nghiên cứu công nghệ này từ những năm 1977 đến nay, đến năm 2013, và năm 2014 bắt đầu gọi vốn cộng đồng. Đúng chưa? Dành hơn 40 năm cuộc đời để nghiên cứu khoa học, và một tác giả cái gì ạ? Hơn 200 phát minh khoa học. Thế thì ekip là người đứng đầu, chúng ta thấy có hội tụ tâm tầm tài, không ạ? Đầy đủ tâm tầm tài. Đó, chút nữa như thế nào mình phân tích sau. Còn chúng ta thấy ekip và ban lãnh đạo phải hoạt động vì mục tiêu, vì ý tưởng, vì gì ạ? Hoạt động vì sứ mệnh của doanh nghiệp. Đó. Chủ tịch tập đoàn Nga Anatoly Zhitkin, bà tổng giám đốc Nadezhda Kosareva và hơn 1.000 cán bộ kỹ sư chuyên viên, rồi là tất cả có trình độ cao và gì hoạt động vì cái sứ mệnh đó. Và chúng ta đã gì đã nâng tầm lên là thành một tổ chức khoa học rồi. Không chỉ công ty chúng ta là một cái công ty lớn ở Beirut mà đã được nâng tầm lên là được thành một tổ chức khoa học, được Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Beirut công nhận là một tổ chức khoa học, và được chứng nhận rất là nhiều, là một trong những công ty gọi là uy tín, không những là ở Beirut mà thị trường quốc tế đấy. Chúng ta đã được đăng gọi là UST, gọi là lịch sự đấy. Finder, đúng không ạ? Finder Border ấy. UST lịch sự, đúng không ạ? Tức là có cái uy tín cho cái thị trường của Beirut cũng như là quốc tế. Chúng ta nâng tầm lên. Đó, đấy là ekip. Hàng nghìn kỹ sư đang làm việc chúng ta, đúng không ạ? Và ngài Zhitkin nói rằng ạ, đấy, trong cái cuộc vừa rồi gặp gỡ, ngài nói rằng là à, ngay cả người vợ tôi nói vui đấy, cũng đang làm việc cho các bạn nhá. Rồi là chúng ta gì, chúng ta thấy hàng nghìn kỹ sư đang làm việc chúng ta, thấy một cái doanh nghiệp nào mà bắt đầu bước sang quá trình thương mại mà có hàng nghìn nhân viên, không ạ? Nghìn kỹ sư trình độ cao, không ạ? Cơ sở vật chất của chúng ta thì sao ạ? Một là tòa nhà văn phòng 9 tầng 12.000 mét vuông, một xưởng sản xuất SP Plang là gì ạ? 4.000 mét vuông. Đó, và có trung tâm thử nghiệm 36DA ở Maria Gorka, Beirut, có trung tâm thử nghiệm Sara 28DA ở gì ạ? Sara UAE. Đó, đúng chưa? Nên là chúng ta thấy thế nào? Quá tuyệt vời. Chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang đồng hành góp vốn, chúng ta đang đồng sở hữu, mà chúng ta lại có hàng nghìn kỹ sư làm việc, chúng ta có cơ sở vật chất. Và ngài Zhitkin nói rằng là từ nhà xưởng, từ văn phòng cho đến tất cả các thiết bị đều là một phần của chúng ta, đúng không ạ? Vì chúng ta tài trợ ở đây, chúng ta tạo ra được những tài sản gọi là tài sản hữu hình. Đó, tài sản hữu hình là gì? Là chúng ta nhìn thấy nó, ví dụ tòa nhà văn phòng ở Min, Beirut, 9 tầng 12.000 m2, nhà xưởng sản xuất 4.000 m2, trung tâm thử nghiệm đường ray con tàu 36DA ở Maria Gorka, trong hệ sinh thái, trong công viên sinh thái 168DA,
chúng ta có gì ạ? Có khu thử nghiệm 28A ở Sara, có thử nghiệm 2 mẫu tàu UK 4 chỗ trên đường thử 400m, chứng nhận con tàu Ubud Karat trên đường thử 2,4 km. Đó là tất cả những cái tài sản của chúng ta đấy. Đấy, chúng ta tuyệt vời không ạ? Đấy, chính là cái sự góp vốn nhỏ của chúng ta đấy. Đó, chúng ta chúc mừng nhau đi ạ. Đó là phải nhìn vào cái sứ mệnh và tầm nhìn, và nhìn vào gì? Ekip và ban lãnh đạo có vì con người, vì môi trường hay không. Đấy, chúng ta thấy bà Lareza cũng rất là giỏi, tổng giám đốc đúng không ạ? Rồi ngài Zuki, rồi cả một bộ phận kế cận sau này. Đó là gì? Chúng ta đã thành lập được trường kỹ thuật Yudhikai. Đấy, ngài Zuki thành lập được trường kỹ thuật Yudhikai, một cái trường kỹ thuật để gì? Để đào tạo những cái nhân lực sau này, đáp ứng được những cái điều kiện sau này để làm việc cho tập đoàn. Vì chúng ta sẽ định vị tập đoàn chúng ta là quy mô toàn cầu. Đó, xây dựng rất là nhiều các quốc gia, nên là phải đào tạo nhân lực, đào tạo nhân tài thành một cái trường kỹ thuật. Đó, chúng ta đấy, đấy là ekip và ban lãnh đạo. Cái điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó là gì? Để chúng ta tìm hiểu tốt dự án, chúng ta đặt ra vấn đề là gì? Sản phẩm, đúng chưa? Sản phẩm có đi đầu hay không? Có đi đúng xu hướng hay không? Sản phẩm có vượt trội hay không? Sản phẩm có độ khó hay không? Sản phẩm có cái hàm lượng khoa học, hàm lượng sở hữu trí tuệ khó hay không? Sản phẩm có người khác có bắt chước đây hay không? Đúng không ạ? Đó, chúng ta nhìn vào sản phẩm OT sao ạ? Độ khó cao đúng không ạ? Hàm lượng khoa học, hàm lượng sở hữu trí tuệ cực kỳ khó, trong đó không phải bắt chước được. Và được nghiên cứu của nhà khoa học mà Anatoly Zubky là tác giả của 200 những cái công trình khoa học khác nhau, bạn đã từng là gì ạ? Đứng đầu hai dự án Liên Hợp Quốc. Đó, nên là chúng ta thấy là một cái sản phẩm như thế thì không ai bắt chước được. Và chúng ta đang đi đầu về xu hướng của giao thông thông minh. Đấy, giao thông thông minh, và chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên cho cả một hạ tầng giao thông như vậy. Nên là không có đối thủ nhá. Đấy là chúng ta nhìn vào sản phẩm là đi đầu xu hướng của thế giới là gì? Thông minh, về thân thiện với môi trường, vì con người, vì mục tiêu của xã hội, đúng không ạ? Giống như Phủ nói rồi ạ, những doanh nghiệp nào vì môi trường, vì con người, vì xã hội, giải quyết được vấn đề lớn cho xã hội thì doanh nghiệp đó kiếm được rất nhiều tiền. Và UST chúng ta đang giải quyết vấn đề cực lớn cho xã hội thì chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Và kiếm được rất nhiều tiền thì đương nhiên chúng ta là đồng sở hữu công nghệ, chúng ta là cổ đông thì chúng ta cũng có được rất là nhiều quyền lợi đây. Đúng chưa quý vị? Và ok ạ, tôi cảm ơn quý vị. Hello Hương Lê, cảm ơn Phan Thanh Hưng. Đó, tuyệt vời đúng không ạ? Đó, chúng ta nhìn về sản phẩm chúng ta nhá. Đi đầu xu hướng, đi đúng xu hướng, độ khó cao, hàm lượng sở hữu trí tuệ, hàm lượng khoa học ở trong đây cực kỳ khó, không ai bắt chước được, đối thủ cũng chịu đấy. Khó lắm, trông vậy thôi, cực kỳ khó, không ai bắt chước. Chúng ta nhìn vậy, một cái đường ray như vậy, chúng ta thấy rất nhỏ gọn, rất thanh mảnh, như ở trong đó nó cả một cái kỹ thuật khó. Làm sao một cái đường ray lại vừa là cái đường truyền tải điện năng? Chúng ta thấy không ạ? Truyền tải điện năng cao ấy, cái điện áp cao thông qua đường ray đó để lên cái bánh xe động cơ để nó gì ạ? Nó tái tạo cái năng lượng để nó gì ạ? Nạp năng lượng vào cái pin để nó di chuyển con tàu chúng ta trên đó. Và trong cái đường ray chúng ta không những là gì truyền tải điện năng, đó là một cái đường truyền tải thông tin liên lạc. Ngay cái vấn đề truyền tải điện năng nó khó rồi thì cái vấn đề về cách điện như thế nào, đúng không ạ? Đó, cực kỳ khó. Và ngay cả những cái sợi cáp nhỏ như vậy đã chịu lực như nào, dự ứng lực đó, nó kéo dự ứng lực, nó chịu hết cái khả năng tải rồi. Chúng ta thấy tuyệt vời, khó lắm, không nghĩ đơn giản vậy đâu. Đó là cái độ khó cao, không có thể đối thủ bắt chước được. Đấy là về sản phẩm, đúng chưa? Cái tiếp theo Ngọc Bình muốn chia sẻ một trong những tiêu chí để chúng ta thấy rằng là gì? Đó là nhà sáng lập, chúng ta không thể bỏ qua được. Nhà sáng lập là cái yếu tố quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp. À, quý vị có thể comment nhé. Nhà sáng lập là yếu tố quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp. Nhà sáng lập là yếu tố con người đấy. Dù như thế nào chăng nữa, sản phẩm tốt chăng nữa, hay như thế nào, những cái yếu tố con người là yếu tố then chốt, đúng chưa? Nhà sáng lập là yếu tố quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp. Đó, chúng ta phải nhìn vào cái người đứng đầu của doanh nghiệp đó có đầy đủ các yếu tố tâm tầm tài hay không, có chứng minh được hay không, người có uy tín hay không, người có gọi là gì ạ, người có được những cái văn bằng giải thưởng hay không, chúng ta kiểm tra kiểm chứng được hay không, có xuất hiện hay không. Đó không phải điều quan trọng, đấy là một trong những tiêu chí cực kỳ quan trọng. Nhưng ngoài kia có những dự án nói rằng là nhà sáng lập một ai đó, nhưng mà chúng ta kiểm chứng được không ạ? Chúng ta có gặp được họ không ạ? Đấy mới là điều quan trọng quý vị nhá. Thì ở đây chúng ta phải phân tích rằng là nhà sáng lập yếu tố quyết định cho sự thành bại doanh nghiệp, thì ngài Anatoly Zuki theo quý vị chúng ta có thấy hội tụ các yếu tố tâm tầm tài không ạ? Và chúng ta thấy hội tụ yếu tố tâm tầm tài không, chúng ta comment đi ạ. Và nếu chúng ta thấy có thì chúng ta comment có nhá. Đó, đây là một điều quan trọng. Và chút nữa A Phủ chia sẻ với chúng ta cái yếu tố hội tụ tâm tầm tài như thế nào. Sau đó thì chúng ta nhìn vào cái quá trình
phát triển, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào cái sự cống hiến, nhìn vào sự kiên trì của nhà sáng lập, chúng ta đã đủ hiểu rồi. Chúng ta đã đồng hành đúng hay chưa? Một nhà khoa học mà đã kiên trì cả cuộc đời, đúng chưa? Vâng, đấy, như Trung Ngậu có, đúng không ạ? Đó. Trần Toàn là có, đó. Chính xác là như vậy. Ngài Anatoly Zhukin đã hội tụ đầy đủ các yếu tố tâm tầm tài. Rất là khó đấy, một vĩ nhân, có thể nói một vĩ nhân. Thì chúng ta thấy một nhà sáng lập, một người đứng đầu như vậy thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đấy. Thể hiện từ gì ạ? Thể hiện rất là nhiều thứ trong đó. À, tâm tầm tài như thế nào? A Phủ sẽ chia sẻ với chúng ta ngay sau đây. Và trước khi chia sẻ, chúng ta giao lưu chút được không ạ? À, nếu quý vị thấy hay, chúng ta comment nhé. Và chúng ta mạnh mẽ đi, comment một cái câu nào đó cho A Phủ thấy rằng là chúng ta đang rất tuyệt vời ở đây đi ạ. Và chúng ta không quên những cái hay nhất đang ở phía sau đấy. Nếu ngày hôm nay mà quý vị đang có mặt live stream này, mà quý vị là rời khỏi live stream này thì rất là đáng phí, đáng tiếc vì cái hay đang ở phía sau. À, quý vị comment một điều gì đó đi cho chúng ta có cái không khí tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy gom cổ phần đi, tuyệt vời lắm quý vị ạ. Chúng ta gom cổ phần đi ạ. Quý vị chờ đợi một chút nhá, chúng ta comment một điều gì đó đi ạ. Đó, chúng ta comment ở đây. Lâu lắm rồi A Phủ mới bỏ cái này ra. Đây là cái bức tranh lâu lắm rồi A Phủ mới. Đây là cái bức ảnh mà A Phủ cùng với cổ đông. Đấy, tất cả cổ đông là sang lần đầu tiên tại trung tâm Blue Sky vào năm 2022. Vào 21 tháng 3 năm 2022. Đây là các cổ đông cả quốc tế cả Việt Nam. Chúng ta nhìn thấy A Phủ đây. A Phủ đứng ngay sau chủ tịch và cạnh con tàu đây. Chúng ta nhìn thấy không? Đây A Phủ đây nhá. Đấy. A Phủ đây này. A Phủ đang giơ tay đây, còn đây là chủ tịch nhá, đúng không ạ? Đây là các cổ đông, đây là cái con tàu UK 4 chỗ. Đấy, 4 chỗ của chúng ta là một cái lần đầu tiên A Phủ được ngồi trên cái con tàu này là năm 2022. Tháng 3, chính xác là 21 tháng 3 năm 2022. Chúng ta nhìn A Phủ thì chúng ta thấy A Phủ vẫn đẹp trai như bây giờ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Quý vị thấy không? Vẫn đẹp trai đây, chủ tịch ạ. Và cái câu chuyện này thì A Phủ đã kể rồi, cái mũ chủ tịch đang đội là A Phủ tặng nhá. Sau đó cái mũ A Phủ đang đội đây thì chủ tịch này tặng A Phủ. Đó, cái mũ này A Phủ đã cất trong tủ kính rồi. Từ cái năm đó rồi, thơm phức luôn. Đấy, nó như thế này, đúng không ạ? Đây, những cái cổ đông, chúng ta thấy những cái cổ đông quốc tế. Đấy, rồi rất là nhiều chị em Việt Nam, rồi quốc tế, đúng không ạ? Đấy, đây là cái lần đầu tiên đấy, được sang trải nghiệm đấy. Đúng không ạ? Đây là cái lần đầu tiên. Nên là chúng ta thấy rằng là nó thật là như này. Đang muốn nói cái câu chuyện là gì? Đang muốn nói câu chuyện là nhà sáng lập là phải gì? Phải là tâm tầm tài hội tụ, mà phải rõ ràng, phải thể hiện, phải xuất hiện, phải là thật đã, đúng không ạ? Đây, chúng ta thấy không ạ? Ngài thật đấy, đúng không? 100%. Đó, chủ tịch chúng ta đấy. Đó, đầu tiên nó phải như thế đã, đúng không ạ? Đấy, còn cái việc khác của tính sau. Đấy, như anh Hà Thịnh nói rằng ông là một nhân tài của nhân loại, quá tuyệt vời, rất là khó có thể có người thứ hai. Ngọc Bình thì thấy rằng là có một cái cuốn sách, Ngọc Bình không nhớ tên của nó, được sánh Ngài Zuki với lại Napoleon. Đấy, Napoleon. Có một cuốn sách có đưa cái hình ảnh của Ngài Zuki cùng với các cái nhân vật nổi tiếng như là Napoleon, rồi rất là nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đấy. Cái cuốn sách đó thì Ngọc Bình nhất thời không nhớ tên. Ngài chủ tịch là Tể Thiên Đại Thánh 4.0. Đây là một cái câu comment của anh Vũ Văn Khu rất là hay, đúng không ạ? Chính xác, nếu có thể nói là Tể Thiên Đại Thánh thì Ngọc Bình rất hiểu, đúng không ạ? Có thể nói phép màu mới làm nên điều đó, đúng không ạ? Chúng ta ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta đó, nhiều người không thể là thấy được, vì là ngoài sức tưởng tượng, mà tại sao lại có thể con tàu như vậy, tại sao có một người tuyệt vời như vậy ngoài sức tưởng tượng. Chị Minh Tuệ hỏi cổ đông sang nhiều thế có ảnh hưởng đến thời gian và công việc chủ tịch không? Và câu hỏi rất thú vị, đúng không ạ? Không sao ạ, ngài chủ tịch luôn luôn dành những cái tình cảm rất là thân thiết cho các cổ đông, đúng không ạ? Ngài sắp xếp bố trí thời gian được cho chúng ta nhé. À, nên là chị Minh Tuệ cứ yên tâm. Vâng, không lo việc là chúng ta có sang được hay không thôi. Ngài sẵn sàng, đúng không ạ? Vì tất cả nó đều trong cái kế hoạch rồi. Và cảm ơn chị Minh Tuệ một cái comment rất hay. Ok, thì quay trở lại cái câu chuyện là cái yếu tố tâm tầm tài của nhà sáng lập là yếu tố quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp. Ngài Anatoly Zhukin của chúng ta ấy, ngày 16 tháng 4 này, chúng ta lưu ý là ngày sinh nhật của ngài đấy. Tròn 75 tuổi, đúng không ạ? Chúng ta ngày 16 tháng 4 năm 1949. Đó, là ngày sinh nhật ngài Zhukin. Và ngày gì ạ? 16 tháng 4 năm 2024 này, 75 tuổi, một người đàn ông. Nó lại 75 tuổi rồi.
sức khỏe sung mãn, trí tuệ gọi là siêu phàm. Yếu tố tâm tầm tài ở đây là gì? Cái tâm, Ngọc Bình muốn chia sẻ về cái tâm. Ngài Zuki nói rằng cái tâm là gì ạ? Mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không chỉ sống cho riêng mình mà phải có một sứ mệnh nào đó. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Tức là gì? Ngài nói rằng là mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không chỉ sống riêng cho cuộc đời của chúng ta mà phải có một sứ mệnh nào đó. Sứ mệnh Ngài Zuki đến với trái đất này là gì ạ? Là để giải cứu hành tinh, đúng chưa? Và trong cái cuộc gặp gỡ của một vị gọi là nhà tư tưởng Phật giáo người Tây Tạng ấy, Đức Đạt Lai Đạt Ma, chúng ta có thể tìm hiểu về thông tin của Đức Đạt Lai Đạt Ma, một vị tư tưởng Phật giáo người Tây Tạng, chúng ta gọi là giống như người tiền kiếp ấy. Ông này ông biết tất cả những cái giống như là cái câu chuyện kiếp trước ấy. Đó, ông ấy tái sinh về cái kiếp này, ông biết hết được những câu chuyện từ kiếp trước. Thì trong một cuộc gặp gỡ với một nhà tư tưởng Phật giáo người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Đạt Ma có thốt lên một câu là gì ạ? Xin chào người bạn đến từ tương lai. Chúng ta thấy không ạ? Có nghĩa là gì? Khi mà gặp Ngài Zuki là Đức Đạt Lai Đạt Ma đã thốt lên rằng là xin chào người bạn đến từ tương lai. Nên cái điều đầu tiên ở đây chúng ta được biết rằng là Ngài đến với trái đất này, đến với hành tinh này vì sứ mệnh để giải cứu hành tinh. Nên Ngài nói rằng là mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không chỉ sống cho riêng mình mà phải có một sứ mệnh nào đó. Nên sứ mệnh của Ngài đã dành cả cái cuộc đời này để gì ạ? Để tạo ra các cái công trình khoa học để giải cứu hành tinh. Đúng không quý vị? Đó là cái tâm đầu tiên, đúng không ạ? Và tiếp theo thì cái tâm thứ hai, Ngài đã phát minh ra công nghệ, ngoài công nghệ đường dây nhé, Ngọc Bình vừa kể những công nghệ khác, Ngài đã phát minh ra một cái công nghệ gì ạ? Đem đến cho con người, cho xã hội, cho thế giới này không còn những cái cảnh gì ô nhiễm môi trường. Ngài nói rằng là chúng ta đang vay mượn, đúng không ạ? Chúng ta đang vay mượn cái bầu không khí này của con cái chúng ta, của con cháu chúng ta sau này. Nếu như chúng ta không hành động thì sau này con cái chúng ta ra đường thì phải sao ạ? Phải úp cái mặt nạ phòng độc như thế này này. Đấy. Nên là cái công trình của Ngài, những phát minh khoa học của Ngài vì môi trường như vậy. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy công nghệ đường dây chúng ta, đúng không ạ? Đấy, như Ngọc Bình vừa phân tích, không gây ô nhiễm môi trường, không gây tai nạn, không ùn tắc giao thông. Đó là công nghệ đường dây. Còn ngoài các công nghệ khác ra, đấy, thì chúng ta thấy đều vì môi trường, vì con người. Nên là cái tâm đầu tiên là như vậy, đúng không quý vị? Đấy, tạo ra những cái sản phẩm mà để gì ạ? Vì con người, vì xã hội, vì môi trường. Ngài nói rằng là chúng ta đang vay mượn cái môi trường, cái không khí này của con cháu chúng ta. Nếu như chúng ta không muốn con em chúng ta ra đường phải có cái mặt nạ phòng độc úp vào mặt này này. Đó, chúng ta thấy không ạ? Cái tâm đầu tiên chúng ta thấy. Và cái tâm thứ hai chúng ta được biết là như nào? Cái tâm thứ hai của nhà sáng lập Ngài Anatoly Zuki là gì? Cái câu chuyện Ngài nói là tôi không muốn người nghèo cứ nghèo mãi và tôi không muốn người giàu cứ giàu mãi. Chính vì vậy ngày hôm nay A Phủ Bình cũng như tất cả chúng ta rất là vui, rất là tự hào chúng ta mới có cơ hội để sở hữu cổ phần doanh nghiệp này, đấy quý vị. Ngài nói rằng gì ạ? Tôi không muốn người giàu cứ giàu mãi, tôi không muốn người nghèo cứ nghèo mãi. Nên là Ngài đã chọn cái hình thức là gì ạ? Gọi vốn cộng đồng, crowdfunding. Đó, gọi vốn đám đông đấy. Để gì? Chia sẻ cái quyền lợi, chia sẻ cái sở hữu trí tuệ, chia sẻ cái cổ phần này cho chúng ta từ những cái số vốn nhỏ nhất $50 thôi. Đúng chưa ạ? $50 từ những người chưa có tiền, từ những người nghèo nhất cũng có thể sở hữu được cổ phần. Là 700 cổ phần thời điểm này. Một tài sản cũng tương đối lớn đấy, đúng không ạ? 700 cổ phần là mình chia sẻ rồi. $1 là $700, $10 là 7 gì? $1,000, $100 là $70,000. Một tài sản lớn đấy ạ. Đấy, $50 thôi. Và Ngài nói rằng là gì ạ? Lần đầu tiên trong lịch sử một ngành giao thông được hình thành bởi những người dân bình thường, đó là những người dân bình thường như chúng ta đấy. Đấy là cái tâm, đúng không ạ? Còn nếu như người khác họ bán cái sở hữu trí tuệ đi với hơn 400 tỷ đô thì họ có giàu không ạ? Họ giàu nhất thế giới này, đúng không ạ? Với những người khác họ không cho chúng ta sở hữu cổ phần, họ kêu gọi vốn lớn đi cho nó nhanh. Nhưng mà gì ạ? Bị mất đi cái sở hữu trí tuệ. Đó, nên là Ngài, cái tâm là dành cho người nghèo trên hành tinh này có cơ hội để sở hữu cổ phần đấy. Nên là chúng ta đang được thừa hưởng cái tâm từ Ngài, nên là chúng ta hãy gì ạ? Trân trọng nhé quý vị nhá. Bao nhiêu quý vị thấy rằng là cái tâm của Ngài như vậy, chúng ta trân trọng đi ạ. Đó, tôi không muốn người giàu cứ giàu mãi, tôi không muốn người nghèo cứ nghèo mãi. Nên Ngài chia sẻ hình thức này, crowdfunding, gọi vốn cộng đồng cho chúng ta đấy ạ. Với $50 thôi, lần đầu tiên trong lịch sử những người bình thường như chúng ta được tham gia vào một tập đoàn lớn, được sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp lớn quy mô toàn cầu đấy quý vị. Đúng chưa ạ? Còn trước kia để mà sở hữu cổ phần của doanh nghiệp theo cái tiêu chuẩn
để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, để sở hữu cổ phần doanh nghiệp như theo Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC quy định là một nhà đầu tư trở thành nhà đầu tư gọi là gì ạ, chuyên nghiệp, để sở hữu cổ phần doanh nghiệp phải có ít nhất là 200.000 đô la Mỹ. Với một người bình thường chưa lấy vợ lấy chồng, độc thân ấy, thì 200.000 đô, còn người có gia đình rồi, có vợ chồng phải là 300.000 đô, hơn 7 tỷ chúng ta có không ạ? Và phải chứng minh được cái tài sản của chúng ta ấy, tài sản phải được định giá và chứng minh nó phải 1 triệu đô, tức là thời điểm này là 25-26 tỷ chúng ta có không ạ? Không có cửa đúng không ạ? Đó, không có cơ hội, không có cửa để bước chân vào thế giới người giàu, không có cửa bước chân vào thế giới để sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Trước kia là như vậy đúng chưa ạ? Không có cửa luôn. Nên tại sao ngày hôm nay thực sự là đáng tiếc cho quý vị, khi mà cái cơ hội nó mở ra, khi mà crowdfunding mở ra cơ hội chúng ta, khi mà ngài Zulicki cho chúng ta cơ hội này mà chúng ta lại bỏ qua, đúng chưa ạ? Đó là một điều có thể là đáng tiếc nhất trong cái cuộc đời chúng ta đấy quý vị. Đáng tiếc nhất trong cuộc đời chúng ta. Mọi thứ nó rõ ràng rồi đấy, cái tâm của ngài cho đi như vậy rồi, chúng ta không đón nhận, đó một cái điều đáng tiếc của chúng ta. Ngày hôm nay thực sự may mắn chúng ta có mặt trong live stream này. Ngày hôm nay thực sự may mắn chúng ta được bạn bè chúng ta chia sẻ cơ hội này. Hãy trân trọng nó đi ạ. Sau này đừng có biết thế, đừng có giá như thế này thế kia, hay là sau này đừng nói rằng là chúng tôi đúng không ạ, A Phủ hay tất cả quý vị là may thôi. Không phải, phải may. Không có điều gì may, may là 1% thôi, còn 99% là do chúng ta đúng không ạ? 99% là do sự quyết định của chúng ta, 99% do sự gì ạ? Nghiêm túc với cơ hội này. Đừng nói sau này chúng tôi thành công là do may, không đâu ạ. Không có gì may cả. Do chúng ta dám đón nhận, do chúng ta dám tìm hiểu, do chúng ta dám vượt qua những cái ngoài kia, nhiều thứ eo xèo. Quý vị đồng ý không ạ? À đó, lần đầu tiên đấy là cái tâm đúng không ạ? Chia sẻ cơ hội này. Không phải tự nhiên là ngài chia sẻ đâu. Trước kia thì cũng có những quỹ lớn đấy, rồi là có những nhà tài trợ vốn lớn, nhưng họ gì? Họ với cái việc là cái tâm họ không sáng, họ tài trợ cho ngài khi họ muốn cướp đoạt cái sở hữu trí tuệ. Đúng không ạ? Kim ý là may hơn khôn. Không may, không có điều gì may. May vận mệnh ở trong tay chúng ta. Cái điều may mắn ở trong tay chúng ta đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. May ở đây thì có cái điều là gì? Chúng ta đúng thời điểm đó. Nếu như cái thời điểm trước nhé, Litva không chậm lại 25 đó, chúng ta không bị dịch Covid, thì ngày hôm nay thì nếu quý vị năm 24-23 này không còn cơ hội sở hữu cổ phần nữa, thậm chí 22 không có cơ hội nữa, đấy là cái may thôi. Còn cái việc là sau này bảo ôi may, không, không may mắn ở đây là do chúng ta tạo ra nhé. Chúng ta gì? Chúng ta bỏ cái tôi của mình xuống tận đáy cùng đấy. Anh Ngọc Bình vẫn nhớ một cái câu của một cô là Ngọc Bình nhớ mãi đến thời điểm này đó. Một cái cô này ở trong cộng đồng UET, à, trong một buổi Zoom cô nói rằng là hãy để cái tôi của chúng ta xuống, dìm cái tôi của chúng ta xuống đến tận đáy cùng. Đấy, cái tôi của mình tận bẹt dí luôn đấy. Đúng không? Bẹt dí xuống thì chúng ta mới có cơ hội lên được. Cái câu này của mình nhớ mãi khi mà cái những cái năm thời điểm mà 2020 đấy, trong một cái buổi Zoom mà cô đó nói, Ngọc Bình không nhất thời không nhớ tên, cô nói rằng là Ngọc Bình đấy là rất là tâm đắc cái câu này. Hãy dìm cái tôi đến tận đáy cùng. Cái tôi càng lớn thì sao? Thì nó tỷ lệ gì? Tỷ lệ nghịch với cái cơ hội. Đã. Cái tôi càng lớn thì tỷ lệ nghịch cơ hội càng bé đi. Hay là cái tôi càng lớn thì gì? Tỷ lệ nghịch với cái việc là cái thành công của ta càng thấp đi. Quý vị có thể comment cái câu này hay không ạ? Nếu quý vị thấy hay comment A Phủ nhá. Hãy dìm cái tôi đến tận đáy cùng. Đáy cùng dìm nó xuống. Đúng không ạ? Bẹp dí luôn. Cái tôi của mình bẹp dí luôn. Đấy. Dìm tức là cái dìm cái tôi để gì ạ? Chúng ta luôn luôn một cái tâm thế học hỏi. Chúng ta luôn luôn một cái tâm thế gì ạ? Đón nhận nghiêm túc đúng không ạ? Dìm cái tôi tận đáy cùng đi ạ. Nếu quý vị thấy hay comment. Câu này Ngọc Bình nhớ mãi từ năm 2020 của một cái cô mà không nhớ tên. Ok. Hello em Vũ Duy, xin chào Nguyễn Hoa. Hello em. Tuyệt vời đúng không ạ? Xin chào Bùi Còi à. Xin chào Ngô Thị Ngọc. Đó, chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Hãy dìm cái tôi đến tận đáy cùng nhá. Không có cái sự sau này chúng ta thành công rồi là bảo do may. Chúng ta đều thành công là do quá trình đúng không ạ? Chúng ta nói rằng gì ạ? Thành công là một hành trình chúng ta đi, không phải đích đến đúng không ạ? Trong hành trình chúng ta hàng ngày chúng ta đang cập nhật thông tin như này, chúng ta đã đang là trên con đường thành công. Đấy, thành công là một hành trình chúng ta đi, chúng ta trải qua rất nhiều rồi chúng ta mới thành công được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều người thành công ngoài kia thì chúng ta có chứng kiến được cái quá trình họ đi không ạ? Hay là chúng ta chỉ nhìn thấy kết quả đằng sau của họ đấy. Nhưng mà cái con đường họ đi đã trải qua rất nhiều thứ họ mới có ngày hôm nay. Họ làm những cái điều mà gì nhiều người không làm được,
Họ làm những cái thứ nhiều người không làm được. Họ vượt qua những thứ nhiều người không vượt qua được. Họ đi một con đường nhiều người không đi được. Đúng chưa? Thì nó thành công. Đấy, chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta đang trên con đường thành công. Chúng ta đang trên cái việc là chúng ta sở hữu cổ phần. Đấy, thì chúng ta đã vượt qua rất nhiều rồi. Sau này chúng ta thành công là hoàn toàn xứng đáng. Chứ không phải may rủi ở đây. Và xin chúc mừng chúng ta. Ok, thì quay trở lại cái câu chuyện, chúng ta thấy rằng là gì? Tâm tầm tài, đúng không ạ? Cái tâm chúng ta đã thấy rồi, tâm cho đi, cho người nghèo sở hữu cơ hội. Cái tâm ở đây là gì ạ? Cái tâm để phát minh ra cái công trình khoa học vì môi trường, vì con người. Cái tâm ở đây là được thể hiện qua gì? Câu nói của Đức Đạt Lai Đạt Ma, vị tư tưởng Phật giáo người Tây Tạng, nói gặp gỡ Ngài Dư Kỳ, nói: "Xin chào người bạn đến từ tương lai." Cái tâm của Ngài là gì ạ? Mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không chỉ sống cho riêng mình mà có một sứ mệnh nào đó. Đấy, mà sứ mệnh Ngài Dư Kỳ là gì ạ? Giải cứu hành tinh, đúng chưa? Đấy là cái tâm. Còn cái tầm ở đâu quý vị? Ngọc Bình muốn phân tích cho chúng ta cái tầm của nhà sáng lập Ngài Anatoly Dư Kỳ là cái tầm nhìn xa trông rộng, đúng chưa? Cái tầm gọi là vĩ mô. Ở đây là cái tầm, ở đây là để thể hiện qua cái điều là gì ạ? Ngài đã chuyển đó, cái khu trung tâm công nghệ của chúng ta, cái khu trung tâm thứ hai ở Sala đấy, đó là một cái tầm nhìn xa. Ngài hướng cái công nghệ chúng ta sang thị trường của UAE, sang thị trường của Trung Đông, sang thị trường của Dubai. Đấy là cái tầm. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là Ngài chứng nhận được cái con tàu ở trên cái khí hậu nó nóng như vậy ở UAE. Có thể trên 55 độ, đúng chưa? Trên 55 độ. Đó, thì đã chứng minh được trong đó các cái điều kiện khắc nghiệt của Trung Đông, các điều kiện khắc nghiệt thời tiết của UAE, nắng nóng, bão cát, rồi là gì ạ? Rồi là hàm lượng không khí có muối biển rất là cao, thì chứng minh được cái con tàu trên cái đới khí hậu nóng như vậy, và chứng minh được con tàu của chúng ta ở cái đới khí hậu lạnh như ở Beirut vậy, thì hai cái đới nóng và lạnh như vậy chúng ta đã nhận được chứng nhận, thì những cái ở cái quãng giữa thì sao ạ? Thì chúng ta làm được, đúng chưa? Đấy là cái tầm đầu tiên, là chúng ta đấy chứng nhận được hai đới khí hậu. Cái tầm thứ hai là gì ạ? Ngài hướng sang Sahara, hướng sang Trung Đông, hướng sang UAE, hướng sang Dubai là mượn lực, đúng không ạ? Mượn lực của những người gì ạ? Người giàu đó, công nghệ đã tốt, công nghệ đã hay, lại được người giàu đánh bóng lên, như Dubai đánh bóng lên, đúng chưa ạ? Sahara cam kết hỗ trợ mạnh mẽ với 28 ha cấp cho tập đoàn chúng ta tại khu mặt tiền của trung tâm công nghệ cao ở Sahara SATI. Đó là cái tầm, đúng không ạ? Công nghệ hay tốt, lại người giàu đánh bóng lên, còn gì tuyệt vời hơn đó. Nên là gì? Nên là chúng ta thấy rằng là từ khi mà cái tầm nhìn sang Dubai ấy, thì công nghệ chúng ta đã vươn ra thế giới. Rất là nhiều quốc gia biết đến, và đặc biệt có hơn 177 các kênh truyền thông, truyền hình uy tín, báo chí uy tín đưa tin. Ngay trong đó có cả gì? CNN. Ngay trong đó có gì ạ? Tạp chí Forbes. Ngay trong đó có gì ạ? NTB. Ngay trong đó có một cái truyền hình của Đức rất là nổi tiếng rồi, rất là nhiều kênh rồi. Zeller, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Báo quốc tế, rồi là Clear Technica báo công nghệ, rồi là gì ạ? Construction Week, tuần lễ xây dựng, rồi rất là nhiều, ở hơn 177 kênh truyền thông truyền hình uy tín đưa tin là Việt Nam ta gì ạ? Có gì ạ? VTC14, đúng không ạ? Truyền hình cáp VTC, truyền hình Vĩnh Long cũng đưa tin đây là một công nghệ gì ạ? Tuyệt vời, đúng chưa ạ? Đó, rồi rất là nhiều báo chí uy tín đưa tin như vậy. Đấy là cái tầm quảng bá công nghệ chúng ta ra thị trường thế giới mà không tốn một xu. Đúng không ạ? Không tốn một xu, họ tự PR, họ tự, vì cái công nghệ hay quá họ phải đưa tin chứ. Họ có muốn đi sau không ạ? Công nghệ hay họ phải đưa chứ ạ. Và Dubai họ đưa ra vàng, như A Phủ nói lúc đầu ấy, tháng 5 này chúng ta còn mạnh mẽ hơn nữa. Khi mà GTA quảng bá ở Dubai, công nghệ mà ra thực tế nha quý vị. 21 nhà ga, 15 km chạy các cái tuyến đường, tuyến phố đông đúc chọc trời Dubai. Chủ tịch nói là những năm sau quý vị sang là có thể ngồi trên con tàu của chúng ta ở Dubai rồi. Đúng chưa ạ? Đó là cái tầm là như vậy. Công nghệ hay, công nghệ tốt, lại đưa người giàu người ta PR, người ta quảng bá lên. Cái tầm như vậy quý vị. Mà cái việc là đến với Dubai không phải là một sớm một chiều. Và Ngọc Bình đã tìm hiểu thông tin, đến với Dubai từ những năm gì ạ? Làm việc từ những năm 2008 rồi. 2008 rồi đấy quý vị. Đến năm 2008 và 2008, 2008 đến 2018. 2018 thì bắt đầu gì ạ? Có những cái khu xây dựng ở bên đó. Đấy, 2008 đến 18 tận rất là lâu rồi. Ngài đã có gì? Có cái tầm nhìn sang với Dubai như vậy, đưa sang một cái thị trường như vậy, chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Đấy là cái tâm, rồi cái tầm là như vậy, cái tầm nhìn xa. Cái tầm tiếp theo gì ạ? Cái tầm tiếp theo chúng ta thấy rằng là gì? Có các cái phát minh khoa học đã được gì gọi là đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền.
Đó, Ngài là bậc thầy trong việc sở hữu trí tuệ nha quý vị nha. Yên tâm nên là chúng ta, các cái quốc gia khác không thể làm giả được, vì chúng ta được đăng ký độc quyền ngay cả với gì ạ? Cả ở Trung Quốc đăng ký độc quyền rồi. Rất là nhiều quốc gia có hơn 83 các văn bằng sáng chế được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đó, chúng ta thấy không? Đấy là cái tầm nhìn xa, cái tầm như vậy. Đấy, cái tầm. Chúng ta thấy không? Tâm, cái tầm của cái tài thì chúng ta thấy rồi, ngay từ nhỏ rồi đúng không ạ? Ngay từ nhỏ đã bộc lộ cái tài rồi. Từ lúc nhỏ đã gì ạ? Đam mê khoa học vũ trụ rồi. Từ năm lớp 10 đã nhận được gì ạ? Giải thưởng về mô hình tên lửa hoạt động được rồi. Cho các học sinh phổ thông năm lớp 10 rồi. Được công bố năm 1977 đấy. Đấy, đó là gì? Cái tài ngay từ đầu. Mà cái tài gì ạ? Có 200 phát minh khoa học. Chúng ta thấy tài một nhà khoa học chỉ cần một phát minh thôi đã tài rồi, thì ngày trước kia chúng ta 200 công trình phát minh khoa học. Hơn 150 các dự án, hơn 20 sách chuyên khảo. Đấy, cái tài như vậy. Khó lắm đúng không ạ? Cái tài tiếp theo là gì ạ? Cái tài là ngài đã gì? Là đứng đầu của hai dự án Liên Hợp Quốc. Đấy, người nhận được giải thưởng vô cùng lớn. Ta nó thể hiện bằng cái giải thưởng như là giải thưởng Golden Chariot, cái giải thưởng là cỗ xe vàng cho lĩnh vực về giao thông. Và giải thưởng này nó danh giá như giải thưởng Oscar trong cái lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh ấy quý vị. Cái tượng vàng Oscar đấy, nó cầm Oscar lên đấy. Đó là ngài Zuki nhận được hai lần giải thưởng Golden Chariot, gọi là cỗ xe vàng. Đấy, cái tài đây là gì ạ? Ngài được vinh danh là một trong top 100 các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của Thiên Liên Kỷ do Nga bình chọn. Trong đó gì ạ? Đứng ngang hàng với cả Tổng thống Nga Putin đấy đúng không ạ? Đó, cái tài đây là được công nhận là công dân toàn cầu. Và cái tài đây là gì ạ? Nhận được giải thưởng hòa bình thế giới Slovakia. Cái tài của ngài đây thể hiện là gì ạ? Đưa công nghệ của chúng ta ngày hôm nay đã ra thương mại. Đúng chưa ạ? Cái tài ngày hôm nay được thể hiện ở đâu nữa ạ? Thể hiện ở việc là gì? Đưa tập đoàn chúng ta đã trở thành một tổ chức khoa học, được gì? Viện Hàn Lâm Khoa học Cộng hòa Beirut công nhận. Cái tài đây thể hiện qua đâu nữa ạ? Thể hiện là đã xây dựng một trường kỹ thuật riêng cho tập đoàn. Đúng chưa ạ? Đấy, rất là nhiều cái tài để đánh giá vậy. Cái tâm, cái tầm, cái tài này vậy. Đúng không ạ? Và cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ chúng ta về nhà sáng lập chúng ta, ngoài cái yếu tố tâm, tầm, tài, hội tụ, chúng ta thấy là đủ ạ. Nhưng cái yếu tố quan trọng mà mình đánh giá đó là gì? Sự kiên trì vì sứ mệnh, vì mục tiêu của ngài Anatoly Zuki. Sự kiên trì đây chúng ta thấy không ạ? Dành hơn 40 năm cuộc đời nghiên cứu. Đấy. Vượt qua những thăng trầm, vượt qua những sóng gió ngay từ những lần đầu tiên, đúng không ạ? Bị những người đương thời lúc đó coi là những cái công trình phát minh của ngài là bị khùng, bị điên. Rồi là gì ạ? Kiên trì vượt qua cái việc gì? Kiên trì vượt qua cái việc là người vợ đầu tiên cũng không ủng hộ ngài. Nói bảo ông nghiên cứu cái đó làm gì? Ông đi lái taxi đi. Người ta trả tiền đấy, ông đi vào quân đội đi. Đó, người vợ đầu tiên lại rời bỏ ông như vậy. Và cái kiên trì khi mà lúc đó thì người đương thời coi là khủng điên, ông phải đến bệnh viện, ông xin cho mình một cái giấy xác nhận là tôi là người có bình thường hay không, cái đầu của tôi có bình thường hay không. Và ngài Zuki có một cái giấy chứng nhận như vậy, chứng nhận là người bình thường. Đấy, đến giờ lúc này ngài còn giữ. Đấy là cái sự kiên trì. Cái sự kiên trì tiếp theo là thể hiện là gì ạ? Ngài xây dựng cái khu trung tâm đầu tiên, trung tâm thử nghiệm ở Litva. Và sau đó gì, đất nước Litva đã vu khống, rồi là gì ạ? Đủ các việc đúng không ạ? Rồi có thể là ảnh hưởng đến tính mạng, đó, đe dọa tính mạng. Và ngài đã gì? Mất tất cả. Đấy, thuê đất ở Litva rồi cũng bị mất. Các máy móc cũng bị lấy mất rồi gì ạ? Đóng băng tài khoản ngân hàng. Và vu khống cho ngài là gì? Gián điệp. Rồi vu khống là gì ạ? Xây dựng kim tự tháp đấy. Và sau hơn 25 Litva gọi là kiện vu khống như vậy, nhưng mà gì ạ? Phải có kết quả là không điều tra được gì, phải trả lời như vậy. Và ngài Zuki đã kiện lại Litva đòi bồi thường 10 triệu euro. Đấy, chúng ta thấy đấy là cái sự kiên trì. Và ngài tay trắng từ Litva trở về Beirut, trên quê hương của ngài, để xây dựng khu trung tâm Eco Technopark bây giờ, trên một cái bãi thử xe tăng bỏ hoang như vậy. Đúng chưa? Bãi thử xe tăng bỏ hoang như vậy, không làm được gì mà bây giờ xây dựng lên một cái khu trung tâm công nghệ 36 ra trong cái vòng rất là ngắn thôi. Đấy, từ năm 2014 thì mất hơn 25 Litva, thì bắt đầu xây dựng từ cuối năm 2015. Đấy, đến nay chúng ta thấy không? Nhờ những số vốn của chúng ta, nhờ số vốn của cộng đồng, nhờ số vốn ở hơn 200 quốc gia, nhờ số vốn hiện nay gần 700.000 các nhà tài trợ vốn, thì ngài đã xây dựng gì? Khu trung tâm tại Beirut 36A nằm trong khu sinh thái 168A, và được gì? Vừa rồi được Beirut công nhận là một trong những điểm tham quan du lịch đẹp nhất ở Beirut. Chúng ta thấy không ạ? Đấy là cái sự kiên trì như vậy.
và xây dựng khu trung tâm ở Sara, chúng ta được biết rồi, nằm trong cái khu công viên công nghệ là nổi nhất ở đấy, đúng không ạ? Đó, sự kiên trì ngài đã vượt qua khó khăn như vậy, vượt qua 7 lần bị gì ạ? Bị đối tác đó, lừa dối, tức là muốn tài trợ vào, muốn cướp đi trí tuệ ngài Dư Kỳ, 7 lần đối tác lừa dối, vượt qua rất là nhiều những cái thăng trầm như vậy, ảnh hưởng tính mạng, ảnh hưởng cuộc sống, gia đình, rồi rất là nhiều những thứ, nhưng ngài vẫn kiên trì. Đó, đây là cái yếu tố then chốt cho sự thành công của tập đoàn chúng ta ngày hôm nay, đó là yếu tố nhà sáng lập, tâm tầm tài hội tụ, đặc biệt là yếu tố kiên trì. Chúng ta thấy một con người mà đã kiên trì 5 năm thôi, 10 năm thôi cho một sứ mệnh đã là kiên trì lắm rồi. Đây là kiên trì cả cuộc đời, hơn 40 năm. Năm nay một người đàn ông 16 tháng 4 năm 2024 này tròn 7 năm tuổi vẫn miệt mài làm việc. Đấy, vẫn hăng say, cái năng lượng vẫn hết mình. Đúng chưa? Chúng ta phải nhìn vào như vậy, chúng ta thấy chúng ta có xứng đáng để gì? Chúng ta có cảm thấy tự hào, may mắn khi mà gì ạ? Được đồng sở hữu công nghệ không ạ? Quý vị comment nhé. Chúng ta có may mắn được gì ạ? Mình là gì ạ? Được gọi là cánh tay lối dài với ngài Dư Kỳ không ạ? Đấy, chúng ta tự hào khi mà chúng ta được gì ạ? Được một phần của dự án, một phần của lịch sử, một phần của công nghệ này. Đấy, sau này chúng ta thấy tuyệt vời lắm. Ok đúng không ạ? Đó, nên chúng ta hãy comment vào cái câu cuối cùng để chúng ta tự mình có thể gì, trả lời được tất cả cái câu chuyện. Chúng ta có thấy rằng là UT của chúng ta có xứng đáng để cho quý vị tài trợ vốn hay không? Đấy, A Phủ phân tích như vậy, còn việc của chúng ta là chúng ta tự mình, không ai giúp cho chúng ta đâu, tự chúng ta thôi. Đấy, chỉ biết rằng đây là một cơ hội nó đang hiện hữu, một cơ hội là sự thật, chỉ biết rằng đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời, có 102. Còn chúng ta cảm nhận như nào, cái may mắn, cái phúc phần chúng ta đến đâu, chúng ta nhận đến đó. Hãy dìm cái tôi tận đáy cùng nha. Ok, và trong một buổi tối thứ bảy ngày hôm nay thì đúng không ạ, A Phủ đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều câu chuyện. Đó, và chúng ta lưu ý lại là A Phủ muốn tổng kết rằng là gì? Hiện nay chúng ta vẫn có một cái chương trình cộng 40%, 40% cổ phần cho những gói trả góp mở mới. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải điền vào form, đúng không ạ? Form để gì? Để công ty có cái form mẫu ấy, và chúng ta hãy liên hệ những người chia sẻ chúng ta để có cái form đó. Và chúng ta lưu ý là trả góp. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rồi. Đấy, chúng ta có muốn làm việc nhàn nhã, thảnh thơi hay không? Thì không cách nào khác, chúng ta phải định vị mình ở đâu, mình là ai. Trong kim tứ đồ, đúng không ạ? Chúng ta phải chuyển sang lĩnh vực đầu tư. Để muốn có thu nhập thụ động, muốn có tự do tài chính, chúng ta phải chuyển sang đầu tư. Và đầu tư như thế nào thì cũng là một cách chúng ta phải gì ạ? Có được các tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Giống như A Phủ chia sẻ. Đấy, tiêu chí đó là gì? Đó là sản phẩm có đi đầu hay không, có đi đúng xu hướng hay không, có vì con người, vì môi trường hay không, ekip và ban lãnh đạo như thế nào, hoạt động vì sứ mệnh tầm nhìn hay không, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp có hướng tới môi trường, con người hay không, và gì ạ, pháp lý nữa, vấn đề pháp lý nữa có minh bạch rõ ràng hay không. Vấn đề pháp lý thì Ngọc Bình không chia sẻ ở đây vì gì ạ, vì thời lượng không cho phép. Pháp lý có minh bạch rõ ràng hay không, và yếu tố con người là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, đó là yếu tố nhà sáng lập đó. Và chúng ta áp dụng vào UT đã hội tụ đầy đủ các yếu tố, các cái tiêu chí như vậy để chúng ta yên tâm, chúng ta tin tưởng. Và ngày hôm nay chúng ta đã gì ạ, thành công đến 99% rồi, lộ trình rõ ràng rồi, báo cáo kiểm toán có lợi nhuận rồi, được gì ạ, được BDO kiểm toán rồi đó, ok đúng không ạ? Nếu như bạn Thùy Dung mà tự mình kích được gói rồi thành công thì vẫn phải điền vào cái form nhé. Đó, ở trong đó cái form nó có gì, nó có cái là tôi tự mình kích gói, nhưng mà mình điền vào form đó để gì, sau này công ty cộng 40% nhé, đúng không ạ? Chúng ta kích xong rồi chúng ta phải điền sau nhé, kích xong rồi chúng ta kích được thì chúng ta điền cái form vào. Đó, trong đó nó có form mẫu, một là mình tự kích được, hai là mình nhờ bộ phận kỹ thuật của công ty để kích gói, nhưng chúng ta vẫn phải điền form nhé bạn Thùy Dung nhé. Vâng, chúng ta tự mình kích được vẫn phải điền form, và tôi đã tự kích được nhưng thì công ty gì ạ, sau này họ xem để họ cộng 40%. Và bây giờ gì ạ, họ bộ phận kỹ thuật họ làm thủ công thôi, nên là chúng ta gì, chúng ta mở gói mới thì chúng ta phải gì, phải điền form và gửi đi theo đúng form, và hãy liên hệ với những người chia sẻ chúng ta để họ cấp cho bạn cái form đó, điền theo đúng cái mẫu của công ty. Và từ nay gì ạ, đến 30 tháng 4 nhé. Đấy, 30 tháng 4 năm 2024 này, hãy gia tăng tài sản của ta bằng cái cơ hội đó, đúng không ạ? Vâng, ok, xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị các bạn một buổi tối thứ bảy. Chúc quý vị các bạn chúng ta bên gia đình ngủ thật ngon, và chúng ta còn gặp lại nhau trong các live stream tiếp theo. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có sự ủng hộ đối với A Phủ đông đảo như ngày hôm nay. A Phủ đấy, đây là một niềm vui và hạnh phúc đối với A Phủ. Vâng, xin chào và xin tạm biệt. Bye bye.